lan tỏa đến thật là nhiều trường, thật là nhiều trẻ em được học, không cứ gì trẻ em thành phố và trẻ em nông thôn cũng được học, không cứ gì là những trường VIP hay những trường quốc tế song ngữ, mà những trường đang ở ở cái mức thu nhập khác của các ba mẹ, thì có thể đây là một cái phương pháp quốc dân để làm sao mà giúp cho trẻ em Việt Nam ngày càng phát triển đúng với cái tên gọi là người Do Thái sống ở châu Á. Và đến dự cái chương trình ngày hôm nay, tôi còn xin được trân trọng giới thiệu của cô Đỗ Nhung là giám đốc bên trung tâm toán Singapore. Ngoài ra thì có rất là nhiều thầy cô thuộc thuộc ban giám hiệu cũng như là hội đồng sư phạm, hội đồng cố vấn và hội đồng chuyên môn cho chúng tôi, và rất là vui mừng xin được giới thiệu cô Hà Thảo lên để chia sẻ về khi cô tiếp xúc, tiếp cận và cơ duyên nào mà cô để đến với cái môn trip này, và khi mà áp dụng với trẻ em thì cô có nhận được những cái điều gì, hạnh phúc lớn nhất của cô là gì khi áp dụng cái phương pháp này ạ? Xin mời cô Hà Thảo. Dạ vâng ạ, trước hết cho em xin phép được gửi lời chào tới toàn thể các thầy cô và các bậc cha mẹ có mặt trong cái buổi workshop ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Hà Thị Thu Thảo, hiện tại em đang là giáo viên của Mầm non Tư duy Sáng tạo Teacher, và em cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được dẫn dắt bởi cô Hồi, bởi vì là khi được đồng hành cùng với cô, được cô dẫn dắt thì em đã được tiếp cận với rất là nhiều những cái phương pháp giáo dục mới, như là phương pháp giáo dục sớm Grandoman, Shichida, vân vân. Và may mắn hơn cả, đó là cách đây vài năm thì em đã được tiếp cận với các phương pháp của Triết Sư Phạm do thầy Nguyễn Hồng Lĩnh là người mà đã dẫn dắt. Và khi mà em được tiếp cận với cái bộ môn này ấy, thì em cảm thấy rằng là cái nó làm thay đổi cái suy nghĩ của mình rất là nhiều, và đấy chính là lý do vì sao em quyết định theo học cái bộ môn, và rất mong muốn là được truyền tải những cái kiến thức mà mình học được, những phương pháp mình học được đến cho học sinh. Và trên thực tế khi em áp dụng dạy trên trẻ cho độ tuổi mầm non và độ tuổi tiểu học thì tất cả các bạn đều rất là hứng thú với cái môn học của mình, đặc biệt là trong cái chủ đề sáng tác truyện cổ tích, thì đây là một cái chủ đề luôn luôn tạo được hứng thú đối với các bạn. Cái thế giới của trẻ con ấy, những cái sự tưởng tượng của các bạn ấy rất là phong phú. Tuy nhiên là các bạn lại chưa biết cách để nói ra, thể hiện ra bên ngoài để cho người khác có thể hiểu. Và khi học Treat, Treat sẽ cung cấp cho các bạn ấy hệ thống những cái công cụ, những cái phương pháp, và sẽ giúp cho cái khả năng tư duy của các bạn ấy phát triển hơn. Khả năng tư duy về ngôn ngữ này, khả năng tư duy logic trong cái việc là sâu chuỗi, sắp xếp những cái sự việc, sự kiện một cách nó logic hơn. Và đặc biệt là những học sinh của em đã có khả năng tự sáng tác được rất là nhiều những cái câu chuyện cổ tích cho riêng mình. Mỗi một câu chuyện thì đều mang một cái nội dung, mỗi một cái ý nghĩa khác nhau. Và trong cái buổi workshop ngày hôm nay thì các thầy cô và ba mẹ cũng sẽ thực học những một số những cái phương pháp để rất là hữu ích giúp cho các trẻ em của mình. Và đây chỉ là một trong số những cái phương pháp rất là nhỏ được ứng dụng trong trong triết sư phạm. Và tôi hy vọng là trong cái buổi sau buổi workshop ngày hôm nay thì các thầy cô và ba mẹ sẽ có được trong tay những một số những cái phương pháp để giúp cho học sinh của mình cũng như là con của mình có thể sáng tác được nhiều những câu chuyện cổ tích trong cái mùa dịch như thế này, và kể cả trong những năm học đầu đời của con ạ. Vâng, tôi xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô Hà Thảo. Như cô Hà Thảo đã nói là môn Triết này được áp dụng vào rất là nhiều lĩnh vực. Nhưng tại sao chúng tôi lại chọn cái môn sáng tác văn học để truyền tải tới các phụ huynh? Các phụ huynh thử đoán xem đó là vì sao? Vâng, các phụ huynh cứ comment lên ô chat đi ạ. Và vừa comment và cũng vừa nghe cô vừa chúng tôi, đó là xuất phát từ những cái tưởng tượng, từ những tưởng tượng ngày xưa thì có chú quậy lên cung trăng, và bây giờ chúng ta đã thành sự thật là các nhà du hành vũ trụ đã lên cung trăng, hay bay chỉ đưa Aladdin đi bay, mọi bây giờ chúng ta có máy bay, rất là nhiều những ý tưởng xuất phát từ những câu chuyện. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái ý tưởng nó chưa được hướng thiện, ví dụ nghĩ đến những cái vũ khí sinh học để hủy diệt cuộc sống, thì bây giờ cái tương tự mà nói đến vũ khí sinh học
Ví dụ như là virus chẳng hạn, thì virus COVID-19 liệu có phải là vũ khí sinh học hay không? Nhưng mà làm sao mà các con sáng tác chuyện hướng thiện để phục vụ lợi ích cộng đồng, và đó cũng chính là cái mong muốn của chúng tôi, cũng như là cái sứ mệnh mà thầy Nguyễn Hồng Lĩnh đã mang về cho đất nước Việt Nam, trong khi thế giới đã áp dụng được 36 năm nay rồi mà Việt Nam của chúng ta thì vẫn đang ở ngưỡng cửa, có những người mới biết nó là gì, chưa biết tại sao nó quan trọng, chưa biết nó quan trọng đến mức nào và làm thế nào để thực hiện nó, và thực hiện nó thì chúng ta có cái gì. Thì mọi người thì tất cả chúng ta đều, đó là một điều rất là thiệt thòi. Và xin một lần nữa cảm ơn thầy Nguyễn Hồng Lĩnh với một tâm huyết vô cùng ngày đêm, thầy đã làm lên những cái chương trình kế hoạch để làm sao mà đưa cái TRIZ này về Việt Nam. Và hôm nay trong không khí mà COVID đang ở khắp nơi thì chúng ta cũng dành ra 5 phút để gửi lời yêu thương đến nhân dân Sài Gòn. Vâng, trong khi thì có nhiều gia đình được đoàn tụ là chồng chan vợ húp, cật đầu khen ngon với những món dâu tôm nấu với ruột bầu, thì có những gia đình phải đang ly tán, và có những gia đình thì ở bên cạnh nhau thì lại xa thương gần thường, thì cũng lại ở trong tình trạng stress, mà chúng ta lại được ngồi ở đây với một cái không khí học tập tràn đầy yêu thương như này, thì chúng ta hãy cùng nhau bấm số 8 để chúc mừng cho chúng ta. Và sau đây xin được giới thiệu thầy Nguyễn Hồng Lĩnh. Xin trân trọng kính mời thầy ạ, một người thầy vĩ đại của tôi ạ. Xin kính mời thầy Lĩnh ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Hồi và xin kính chào quý phụ huynh, quý các bạn có mặt trong cái hội thảo Zoom của ngày hôm nay, và chúc các bạn có cái sức khỏe dồi dào để vượt qua cái đại dịch COVID này. Rất cảm ơn về phía ban tổ chức đã tạo một cái cơ hội rất tốt cho tôi để tôi có thể chia sẻ với mọi người những cái thông tin, những cái kiến thức mà tôi trong cái buổi Zoom của ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng là đó là những cái thông tin mà chắc chắn rằng sẽ nhiều quý phụ huynh mà nghe thấy sáng tác chuyện cổ tích thì cũ, nhưng những cái phương pháp ở trong đó thì sẽ rất là mới đối với chúng ta. Thì hy vọng rằng sẽ đem lại những giây phút tới đây cho các bạn những cái thông tin hết sức hữu ích, và sẽ không lãng phí cái thời gian trong khoảng 2 tiếng rưỡi của chúng ta sẽ làm việc ngày hôm nay. Thì sau đây tôi xin được vào cái nội dung chính. Thì để hỗ trợ cho cái việc học của chúng ta nó dễ dàng hơn, thì tôi xin phép được hỗ trợ bằng cái việc chia sẻ cái slide bài giảng. Thì như các bạn thấy ở trên cái màn hình đây, chúng ta chủ đề của ngày hôm nay chúng ta nói tới cái việc là sáng tác chuyện cổ tích, nhưng mà sáng tác dựa trên cái phương pháp nào. Thì xin thưa với các bạn rằng đây là phương pháp về có tên là TRIZ sư phạm, TRIZ gạch ngang sư phạm. Và phương pháp TRIZ sư phạm này đang nói ở đây là ứng dụng trong một cái lĩnh vực học tập của trẻ em thôi, đó là sáng tác chuyện cổ tích. Còn lại là sẽ có rất nhiều cái ứng dụng khác nữa. Đó. Thì xin tự giới thiệu với mọi người rằng là tôi là nhà giáo Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục, Giám đốc Trung tâm TRIZ sư phạm Việt Nam. Đây là trung tâm cũng trực thuộc Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục. Đó. Thế thì hãy chúng ta có một cái sự kiện COVID bắt đầu từ năm 2020, đầu năm 2020, thì vào cái năm 2020 đại dịch COVID đó đã tạo ra một cái sự thay đổi lớn, rất lớn ở trên thế giới mà trước đó chúng ta chưa từng có thể hình dung và cũng chưa có phương án để hỗ trợ nó. Thì đấy chính là cái đặc thù của cái thế kỷ 21 này, người ta gọi là thế kỷ mà đầy biến động. Có những sự kiện không ngờ tới,
và những vấn đề liên tục nảy sinh ra. Thế thì ở trong cái môi trường, một cái thế giới mà đầy biến động như vậy, nó sẽ không chỉ có một cái sự kiện mà chúng ta không ngờ tới là Covid đâu, mà nó sẽ liên tục sẽ nảy sinh những cái sự biến đổi rất là khôn lường như vậy, như ngày nay. Thì các bạn, đó là chính là đặc thù cái thế kỷ 21 này, mà do ở trên thế giới người ta đã, các nhà khoa học người ta đã chỉ ra rồi, một thế giới gọi là VUCA. Đấy. Thì ở đây, trong cái thời kỳ dịch bệnh như vậy, thì lại trẻ em không được đến trường, có một cái sự kiện rất là điểm sáng có chia sẻ với các bạn ở đây, đó là có một em bé 5 tuổi ở New York, đã nước Mỹ đã trở thành rất nổi tiếng trên thế giới, và sự kiện này đã được đăng trên cái đài báo của Việt Nam của chúng ta, như các bạn thấy ở trên màn hình đấy, vào tháng 2 năm 2000, tháng 11 năm 2020, trên báo điện tử VN Express đã đưa tin về một cậu bé 5 tuổi đã tự sáng tác ấy cái các cái chuyện và đã cho xuất bản 3 cái tập truyện và đã trở thành nổi tiếng ở toàn nước Mỹ lúc đó. Đây là chân dung của cậu bé đó. Thế cậu bé này là cái cậu bé mà đã sáng tác 3 cái câu chuyện liên quan về cái superhero và siêu anh hùng. Đó. Thì chúng ta có thể thấy tại sao các bạn ấy lại chọn về sáng tác về chuyện siêu anh hùng, thì đơn giản vì các bạn học sinh mầm non ở ở bên nước ngoài ấy, là các bạn ấy được học một cái chủ đề, đó là chủ đề về siêu anh hùng. Thì giống như ở Việt Nam chúng ta, trẻ em mầm non cũng học các chủ đề như động vật, thực vật, gia đình, nhà trường, nhưng mà chúng ta không có học về cái chủ đề về siêu anh hùng. Thì cũng dễ hiểu rằng trẻ em nó thích cái chủ đề về siêu anh hùng thì nó sẽ sáng tác thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nói tới được một cái điểm sáng, cái điểm mà chúng ta cần phải học hỏi được, tại sao một cái trẻ 5 tuổi là lại có thể sáng tác được cái câu chuyện dành riêng cho chính mình. Đấy là cái chúng ta phải hết sức suy nghĩ, là một người giáo viên hay là một cái cha mẹ có con nhỏ thì chúng ta hãy hết sức suy nghĩ. Tôi tin rằng là mọi cha mẹ đều mong rằng con mình có cái khả năng để tạo ra cái ý tưởng riêng, cái sản phẩm riêng của chính mình, đúng không ạ? Thế còn đây là một cái thông tin thứ hai muốn chia sẻ với các ba mẹ và các thầy cô ở đây. Đó là trên màn hình các bạn thấy có một loạt các cái video. Những video đây là những video về các cái chuyện cổ tích mà đã được tạo ra bởi chính các giáo viên mầm non. Những người lần đầu tiên, thưa các bạn, nó là lần đầu tiên sáng tác chuyện cổ tích của riêng mình, nhưng dựa trên các cái phương pháp sáng tạo. Tôi muốn nói là có những bạn này lần đầu tiên mới sáng tác, vì trước từ xưa đến nay là chỉ là kể thôi, chỉ kể lại thôi. Đấy, có những bạn thì gọi là lần đầu tiên sáng tác, nhưng mà sáng tác là có phương pháp. Thì đây là các cái câu chuyện mà đã được thầy Lĩnh upload lên trên mạng kênh YouTube thành các cái video. Thì đó là các cái giáo viên mầm non đã được học, những giáo viên ở hai cái cơ sở, cái trường mầm non, đó là trường mầm non tư duy sáng tạo Tris, trường mầm non của chỗ chị Hồi, và một trường mầm non ở Linh Đàm có tên là Vườn Trẻ Bé Sinh. Đó, thì rất là tuyệt vời vì các cô đã được học và đã ứng dụng để tạo ra những chuyện cổ tích của riêng mình. Và nó sẽ có cái công cụ để cho các cô có thể kể những cái câu chuyện trong cái giờ làm quen với văn học, những câu chuyện của riêng mình, và tiến tới là truyền cảm hứng cho các học trò của chính mình, cũng sẽ tạo ra những cái câu chuyện cổ tích của riêng mình. Đó. Thế thì xuất phát từ hai cái sự kiện, cả người lớn và cả trẻ em như vậy, thì chúng ta gặp nhau ở đây để nói tới cái lĩnh vực rằng là ai cũng mong muốn rằng là con mình có một cái tư duy tốt, con mình có cái tư duy sáng tạo. Thì câu hỏi mà chúng ta đặt ra rằng là thế thì làm thế nào để giúp cho trẻ em có thể phát triển được cái năng lực sáng tạo và suy nghĩ một cách sáng tạo. Cái suy nghĩ một cách sáng tạo ta còn gọi là có tư duy sáng tạo.
thì làm thế nào? Mong muốn thì ai mong muốn rồi, thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nói về cái biện pháp làm thế nào. Đây là một cái lĩnh vực hết sức quan trọng ở trên giáo dục của các nước trên thế giới. Bây giờ tất cả các bạn nếu như để ý rằng thì với cái giáo dục thì cho dù bất kỳ một nước nào thì hiện nay đều đặt ra mục tiêu là giáo dục phải phát triển được cái tư duy sáng tạo của con người, đó là yêu cầu của thời đại. Cho dù đó là trẻ mầm non hay cho dù đó là trẻ tiểu học, thì trong cái chương trình, trong cái quy định của các nước đều yêu cầu rằng phải tạo điều kiện, phải triển khai các cái phương pháp và cái phương tiện để giúp cho trẻ em có thể hình thành và phát triển tư duy sáng tạo ngay từ cái độ tuổi mầm non. Thì làm thế nào? Thì ở đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn rằng cái giải pháp mà lần đầu tiên các bạn sẽ được nghe tới, một giải pháp rất mới ở cái nước Việt Nam của chúng ta, đó là giáo dục sáng tạo bằng TWIST. TWIST là một cái tên riêng của một cái lĩnh vực về khoa học sáng tạo. Đây, giáo dục sáng tạo bằng TWIST thì được đánh giá là một cuộc cách mạng trong giáo dục tư duy sáng tạo trên thế giới. Đó. Và ngày hôm nay các bạn sẽ được là những cái người mà đầu tiên, những cái phụ huynh, những cái giáo viên thuộc nhóm nhóm gọi là của hiếm ở Việt Nam của chúng ta sẽ được nghe, được học cái phương pháp về của TWIST, nhưng là được ứng dụng trong một cái lĩnh vực hết sức cụ thể, đó là sáng tác cái chuyện cổ tích. Thì bản thân các bạn có khả năng, sẽ có khả năng có sáng tạo bởi các bạn được học phương pháp, và từ đó các bạn sẽ có cái cơ hội để hướng dẫn con mình, hướng dẫn học sinh của mình để có thể sáng tác được chuyện cổ tích. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta có được một cái hướng là trên thế giới thì người ta đã dạy cái sự sáng tạo cho trẻ em bằng một cái đường lối có tên là TWIST. Vậy thì để con chúng ta sáng tạo thì cụ thể hơn, chúng ta cần rèn luyện cho trẻ cái khả năng gì đây? Xin các bạn hãy comment và trả lời vào ô chat cái câu hỏi nào, để sáng tạo thì con bạn cần được rèn luyện cái khả năng gì? Phương án A, trí tưởng tượng. Phương án B là khả năng phát ý tưởng trôi chảy, linh hoạt và độc đáo. Nào, xin mời các bạn lựa chọn. Chúng ta nói một cái từ sáng tạo, chúng ta nói rất là một cái từ từ rất là lớn, rất là rộng, có nghĩa rất là rộng. Thế nhưng chúng ta hãy cụ thể hóa thì rèn luyện khả năng gì thì có được sự sáng tạo đây. Trí tưởng tượng hay khả năng phát ý tưởng trôi chảy, linh hoạt, độc đáo, hay là cả hai? Vâng, rất cảm ơn mọi người. Thì trong đây tôi đã nhận được những câu trả lời, thì có bạn sẽ chọn một phương án, có bạn chọn cả hai. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Thì câu trả lời đây là chúng ta sẽ cần có cả hai. Để sáng tạo, con người không thể không phát triển được cái khả năng gọi là trí tưởng tượng. Đúng không? Nhưng trí tưởng tượng thì nó lại được chia ra rằng trí tưởng tượng để dùng để giải trí thì ai cũng có cái khả năng tưởng tượng. Đúng không? Thế nhưng cái loại thứ hai là trí tưởng tượng sáng tạo, là trí tưởng tượng để giúp tạo ra những cái mới để giải quyết các cái vấn đề gì đó. Thì đấy người ta gọi là trí tưởng tượng sáng tạo. Và với trí tưởng tượng sáng tạo thì chúng ta cần phải có khả năng là có phương pháp để tạo ra cái mới, có phương pháp để kiểm soát được cái trí tưởng tượng của chúng mình, có phương pháp để làm chủ được cái trí tưởng tượng đấy. Vậy Einstein đã nói rằng là trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả trí thức, vì trí tưởng tượng còn ôm cả cái thế giới. Và trí tưởng tượng là cái con đường duy nhất để đi từ cái đã biết sang cái chưa biết.
Đó. Và xin chia sẻ với các bạn rằng Einstein khi được hỏi là tại sao lại có thể nghĩ ra được thuyết tương đối thì chúng ta bảo rằng là nhờ cái tưởng tượng của tôi thôi. Tôi hàng ngày tôi tưởng tượng rằng cưỡi trên ánh sáng để đi chu du khắp vũ trụ. Này thì ông ta đã đến được với những cái kiến thức mà con người chưa từng biết tới. Và đó là con đường duy nhất là khả năng trí tưởng tượng. Nhưng có một cái đặc trưng thứ hai nữa, người có sáng tạo phải là người có khả năng phát được ý tưởng một cách trôi chảy, linh hoạt và độc đáo. Đúng không? Chúng ta thường nói tới sáng tạo là nói tới các cái ý tưởng là độc đáo. Chúng ta thường nói tới sáng tạo là những người có một cái vấn đề nảy sinh nhưng người ta có thể đưa ra được nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp mà có những cái ý tưởng hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là một cái người mà có vấn đề mà chỉ phát ra được mãi mới được một cái ý tưởng. Thì đấy chính là cái đặc trưng của cái người sáng tạo là có khả năng phát được ý tưởng là độc đáo, trôi chảy và linh hoạt. Thì cái buổi để vậy thì để con của chúng ta phát triển được cái khả năng tưởng tượng và khả năng phát được ý tưởng mạnh mẽ thì là một người lớn chúng ta cần cung cấp gì cho trẻ đây? Chúng ta đã đi sâu vào cái phương pháp hơn. Vừa rồi chúng ta đã cụ thể hóa rằng là cần phát để sáng tạo, giúp con chúng ta sáng tạo thì chúng ta phải định hình ra nó là giúp điều gì, giúp phát triển được trí tưởng tượng và giúp được khả năng phát ý tưởng mạnh mẽ. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải cung cấp gì cho trẻ? Một, chúng ta cung cấp cái phương tiện cho trẻ không? Đó là các hoạt động và các nhiệm vụ sáng tạo, có phải không? Hai, chúng ta dạy cho trẻ các phương pháp, đó là các cái phương pháp để trẻ có thể làm chủ cái trí tưởng tượng và những phương pháp để giúp cho trẻ phát ra được các cái ý tưởng mạnh mẽ. Chúng ta gọi đó là các phương pháp sáng tạo. Mọi người có đồng ý không? Chúng ta cần phải dạy cho trẻ hai cái điều này. Cái thứ nhất là cung cấp cho trẻ phương tiện. Phương tiện ở đây nó không phải là cái búa, cái rìu, những cái phương tiện vật chất mà chúng ta đang dễ hình dung ra cuộc sống, mà nó phải là các hoạt động học của trẻ. Và các phương tiện đây nó gọi là các nhiệm vụ học tập của trẻ. Thì những nhiệm vụ này nó lại không phải là những nhiệm vụ đóng, mà những hoạt động này, những nhiệm vụ này ta gọi là những nhiệm vụ mở hay những nhiệm vụ sáng tạo. Cái hoạt động về sáng tác truyện cổ tích có phải là những hoạt động sáng tạo không? Có phải là nhiệm vụ sáng tạo không? Đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta không chỉ cung cấp cho trẻ phương tiện mà chúng ta còn dạy cung cấp cho trẻ về cái phương pháp nữa. Học lấy cái lõi của phương pháp, học lấy phương pháp làm chủ trí tưởng tượng và học lấy phương pháp để phát ra được nhiều cái ý tưởng sáng tạo độc đáo. Đó là các phương pháp sáng tạo. Có phải không? Nếu ai đồng ý với hai cái điều trên thì các bạn sẽ vui lòng đánh vào cái ô chat cái số 1. Và cũng lưu ý các bạn là trong cái buổi học là chúng ta chịu khó, chúng ta tương tác thì chúng ta sẽ có khả năng là lĩnh hội được cao hơn. Và để liên hệ với cái việc học để có sự sáng tạo về thì chúng ta hãy cũng liên hệ với việc bơi. Nếu học bơi thì không thể học ở trên cạn được, đúng không? Chúng ta cần phải có phương tiện, đó là nước, môi trường là nước, đúng không? Thì cũng tương tự như thế, để học sáng tạo thì chúng ta cũng cần có phương tiện, đó là các hoạt động hay các nhiệm vụ sáng tạo, nó đóng vai trò như là nước ở trong học bơi. Và học bơi chúng ta cũng không thể là bơi một cách tự do, mà chúng ta cần phải học những cái động tác, những cái cử chỉ để chúng ta có thể bơi được theo các cách bơi khác nhau. Thì cũng tương tự như thế, để trẻ em học sáng tạo thì trẻ em cũng phải học cái gì? Học lấy các cái phương pháp để suy nghĩ một cách sáng tạo hơn, đúng không ạ? Rất cảm ơn, rất tuyệt vời, rất cảm ơn các bạn đã tương tác. Thì lợi ích của cái buổi hội thảo này, buổi hội thảo đào tạo ngày hôm nay, xin thầy Lĩnh sẽ giúp cho các bạn học và sử dụng được. Chúng ta đã học là chúng ta phải sử dụng. Đó. Được ba cái phương pháp sáng tạo
mà chỉ từ ba cái phương pháp đó thôi đem lại cái lợi ích rất to lớn, mà nó có thể tạo ra được vô số các ý tưởng cho việc để tạo ra các chuyện cổ tích khác nhau. Đúng không? Đây chúng ta học là không phải là học một biết 10 nữa, mà học một để biết được vô số. Chỉ ba cái phương pháp này thôi, nhưng các bạn ứng dụng thì các bạn sẽ thấy đó là những cái công cụ hết sức hữu ích để có thể tạo ra được vô số các cái ý tưởng về các chuyện cổ tích. Thì đó là những cái phương pháp gì? Thì phương pháp thứ nhất các bạn sẽ được học là dạy cho trẻ về cái khung, hay còn gọi là bản đồ câu chuyện, mà tên tiếng Anh gọi là story map. Đó. Cái nội dung thứ hai, cái phương pháp thứ hai là các bạn sẽ được học một cái phương pháp sáng tạo rất là mạnh, mạnh hơn cái phương pháp về mà mọi người hay biết, những giáo viên hay biết, đó là phương pháp về bản đồ tư duy. Thì đấy, phương pháp thứ hai có tên là phương pháp đối tượng tiêu điểm. Và cái phương pháp thứ ba là chúng ta sẽ được học một cái phương pháp sáng tạo cũng rất là mạnh khác, đó là phương pháp phân tích hình thái học. Phương pháp đối tượng tiêu điểm và phương pháp phân tích hình thái học là hai cái phương pháp hay được sử dụng trong cái lĩnh vực sáng tạo và đổi mới. Để xin vui lòng, nếu như tất cả những ai mà chưa nghe tên được cái phương pháp nào trong số ba cái phương pháp này thì các bạn vui lòng đánh vào chat. Nếu ta chưa biết được ba, chưa từng nghe tên cả ba phương pháp thì chúng ta đánh vào phần ô chat 1, 2, 3. Nếu ai chưa nghe thấy phương pháp 2 thì ta đánh vào phương pháp 2. Đó. Rồi, ok. Xin nhắc các bạn rằng ba cái phương pháp này thì trong đó có một cái phương pháp story map này được ứng dụng cụ thể trong lĩnh vực là sáng tác truyện, hay sau này kể cả chuyện câu chuyện là viết của các bạn học sinh, câu chuyện học văn của các bạn học sinh. Đấy, còn phương pháp 2 và phương pháp 3 thì nó ứng dụng rất lớn, và ngày hôm nay là chỉ là một ứng dụng của việc là học được các cái hai cái phương pháp này mà thôi nha. Ok, rất là hy vọng rằng các bạn sau cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ không chỉ học biết được nó và chúng ta được dùng được ngay. Đó. Rồi, những phương pháp này thì đối với cái câu chuyện cổ tích thì đem lại cho trẻ em điều gì? Thì thứ nhất là nắm được các cái phương pháp này thì trẻ em sẽ dựng được các cái câu chuyện cổ tích, những câu chuyện mà có cốt truyện, chứ không phải là những câu chuyện mà nó tự do. Đúng không ạ? Cái thứ hai, lợi ích thứ hai đối với trẻ đó là trẻ nắm được ba cái phương pháp này thì trẻ sẽ có trong tay cái công cụ để phát ra được ý tưởng về một nhân vật mới, về một đồ vật mới, về các đối tượng mới một cách nhanh chóng và độc đáo. Có phải là trong câu chuyện cổ tích thì chúng ta luôn phải có các cái nhân vật không? Chúng ta phải luôn luôn có các cái đồ vật mới, càng kỳ lạ thì lại càng hấp dẫn đối với trẻ, không ạ? Chúng ta luôn luôn cần phải tạo ra cái rộng hơn cả, đó là những cái đối tượng mới, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào thì ở đây chúng ta có được học được cái phương pháp để tạo ra những cái đối tượng mới, dân lực mới, những cái đồ vật mới, những đồ vật phép thuật, các bạn. Ok. Thì đôi nét một chút cho các bạn biết về cái phương pháp lần đầu tiên mà các bạn được nghe tới để sử dụng trong cái sáng tác truyện cổ tích. Chúng ta có tên là Twist sư phạm. Twist gạch ngang sư phạm là một lĩnh vực ứng dụng của khoa học sáng tạo. Khoa học sáng tạo này có tên là TRIZ, T-R-I-Z. Đây là một khoa học sáng tạo mạnh nhất trên thế giới ngày nay và đã được ứng dụng vào trong lĩnh vực giáo dục, nên người ta gọi là TRIZ sư phạm. Nếu khoa học sáng tạo mà được ứng dụng vào trong marketing thì người ta gọi là TRIZ marketing. Nếu như khoa học sáng tạo được về TRIZ được ứng dụng vào trong lĩnh vực quản trị thì người ta gọi là TRIZ quản trị. Và ngày nay nếu các bạn gõ cái tên từ khóa tiếng Anh ở trên mạng Google, TRIZ sư phạm, TRIZ quản trị, TRIZ marketing, thì các bạn sẽ thấy rằng ở trên thế giới đã và đang triển khai cái này.
Và thuyết đã được tạo ra bởi ai? Thì thuyết đã được đặt nền móng bởi một nhà khoa học, nhà sáng chế, nhà văn viễn tưởng, người gốc Do Thái, sáng tác truyện có tên là Anschuler, một nhà khoa học rất là tài năng, một người mà đã nhận được cái bằng sáng chế ngay từ cái độ tuổi 16. Và ông là người gốc quốc tịch ở Azerbaijan ngày nay của chúng ta. Thì với sinh thời rằng ngay từ khi còn rất là trẻ, ông Anschuler là người rất là đam mê về cái lĩnh vực về sáng tạo và đổi mới. Thì lúc thời đó và cho đến tận bây giờ, có rất nhiều người đã từng được nghe rằng câu trả lời của việc là thích sáng tạo nó làm thế nào để sáng tạo được, thì có rất nhiều cái câu trả lời chung nhau, đó là sự sáng tạo là một sự lóe sáng ở trong đầu, không ai biết được nó có cái bản chất của nó là gì, hay nó có cái cách thức cụ thể gì cả, nó là cái sự đột phá ở trong đầu, nó là cái sự lóe sáng ở trong đầu. Thì ông Anschuler là ông không tin như thế, ông không tin rằng như vậy, ông mà sáng tạo thì chắc phải nó phải có một cái lõi gì đó để chúng ta, nếu như chúng ta nắm bắt được nó thì chúng ta sẽ có thể học được, và học được thì chúng ta sẽ trở thành người sáng tạo hơn. Và chính vì thế nên ngay từ năm 20 tuổi ông đã bắt tay vào nghiên cứu để tìm ra cái câu trả lời rằng sáng tạo nó có cái lõi gì không. Thế thì để nghiên cứu thì chúng ta cần phải có tư liệu để nghiên cứu. Cái sáng tạo thì có mặt ở trong mọi lĩnh vực, từ nghệ thuật, đúng không ạ? Từ khoa học, từ kỹ thuật đều có cả. Thì bây giờ nghiên cứu cái gì? Thì ông chọn rằng cái nghiên cứu về các bằng sáng chế. Sáng chế là hoạt động cao nhất của con người ở trong lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật. Vì tại sao lại chọn các cái bằng sáng chế để nghiên cứu? Vì thực chất các hồ sơ sáng chế mới là những hồ sơ mà con người lưu giữ, vì nó mô tả đầy đủ cái cách thức để một cái người kỹ sư họ tạo ra được những cái sáng chế cho đời sống của con người nó là cái gì. Thì chuyện đương nhiên phải nghiên cứu nó thì nó mới dễ dàng để tìm ra được là có cái chung không. Thì ông đã bắt tay vào nghiên cứu gần 50.000 cái hồ sơ sáng chế, và đã từ đó đã giúp ra ông đã khẳng định được rằng là sáng tạo là nó có cái lõi của nó. Thì và ông đã xây dựng được cái lõi đó đó, và đã tạo ra một cái bộ môn khoa học mới, khoa học về sáng tạo, và được đặt tên theo cái ký tự Latin của cái lý thuyết đó, người ta gọi là thuyết, tên đầy đủ là lý thuyết giải các bài toán sáng chế đó. Và từ ngày ra đời, bắt đầu đặt, ông Anschuler đã bắt đầu đặt nền móng nghiên cứu từ năm 1946, và về cơ bản để tạo dựng cái lý thuyết đó mãi đến năm 1986, mất khoảng 40 năm trời để nghiên cứu. Và ngày nay vẫn tiếp tục được mở rộng sự nghiên cứu cái lõi sự sáng tạo trong các lĩnh vực khác. Thì nhờ được cái sự phát hiện vĩ đại to lớn đấy của Anschuler và các đồng nghiệp, thì thuyết ngày nay đã và đang được sử dụng bởi các cái công ty lớn trên thế giới, những công ty mà đòi hỏi hoạt động trong cái lĩnh vực sáng tạo và đổi mới rất là mạnh mẽ. Các công ty Fortune 500, 500 công ty lớn nhất trên thế giới ở trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp đến sản xuất, đến y tế, đến dầu mỏ, đến thực phẩm, vân vân. Thì tất cả các công ty này đã và đang sử dụng TRIS để đào tạo nhân viên của mình có được cái khả năng phát ra ý tưởng sáng tạo, giải quyết vấn đề mạnh mẽ. Những công ty này để tạo ra, liên tục tạo ra các cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới để đáp ứng cái nhu cầu phát triển của khách hàng ngày càng nhanh, ngày càng bùng nổ, đúng không ạ? Và TRIS được đánh giá là cái trái tim của sự đổi mới của một cái hãng Samsung mà tất cả các bạn đều có biết. Samsung là cái hãng công nghệ mà lớn ở trên thế giới,
ngày nay thì Samsung nói về cái lĩnh vực về sáng tạo và đổi mới hàng năm thì Samsung đứng thứ hai trên thế giới về cái các cái sự các bằng sáng chế, mà liên tục phải ra đời, một năm ra đời rất nhiều các cái sản phẩm mới. Để lấy ở đâu ra được cái ý tưởng, lấy ở đâu ra được cái giải pháp để tạo ra được những cái ý tưởng mới như thế, thì đó chính là Samsung đã áp dụng cái trick ở trong cái việc để tạo ra những cái ý tưởng mới. Và trick ngày nay đã và đang được dạy khắp nơi trên thế giới. Đây các bạn có thể nhìn thấy bản đồ ở châu nào cũng đang dạy. Chỉ có những cái khu vực mà đang kém phát triển thì chúng ta thấy rằng là nó không có sự hiện diện mấy thôi, như châu Phi chẳng hạn, đúng không ạ? Thì là không thấy có cái sự hiện diện mấy, đúng không ạ? Những cái nước mà đang còn chỉ chăm no vào sao chép ăn sẵn thì không có nhu cầu về việc phải nghĩ ra những ý tưởng mới, thì chuyện đương nhiên là họ sẽ phải đi sau, đúng không ạ? Rồi thì ứng dụng TRIC trong lĩnh vực giáo dục ta gọi là TRIC sư phạm. Thì TRIC sư phạm đi vào trong lĩnh vực giáo dục thì có hai cái hướng. Thứ nhất là hình thành một môn học riêng về tư duy sáng tạo. Môn học về tư duy sáng tạo các bạn ạ. Xin các bạn lưu ý rằng là ngày nay chúng ta đang chưa có một cái môn học nào là môn học tư duy sáng tạo cho học sinh đâu. Đúng không ạ? Nhưng rất là may chúng ta ở trên thế giới thì chúng ta có một cái môn học về tư duy sáng tạo. Môn học này chưa từng có trong nhà trường Việt Nam, nhưng tới đây sẽ có các bạn. Vì cái việc là nhu cầu của xã hội, nhu cầu của con người, nó là tất yếu học để có được tư duy sáng tạo. Cái thứ hai, TRIC đi vào trong lĩnh vực sư phạm thì đã tạo ra một hệ thống các phương pháp dạy học hiệu quả trong các lĩnh vực và các môn học khác nhau của nhà trường, đúng không? Nó bổ sung vào trong việc học các môn học và các lĩnh vực trong nhà trường, nó bổ sung vào trong cái việc dạy các cái phương pháp để học hiệu quả, đúng không? Ngày hôm nay là các bạn sẽ được học những cái phương ba cái phương pháp để giúp cho chúng ta ứng dụng vào trong một cái lĩnh vực cụ thể ta gọi là sáng tác chuyện cổ tích. Sáng tác chuyện cổ tích nằm trong cái lĩnh vực là làm quen với văn học đối với trẻ mầm non. Rồi, thì bây giờ chúng ta bắt tay vào học và hành luôn những ba cái phương pháp này. Thì chúng xin vui lòng các bạn đến với cái phương pháp đầu tiên, gọi là phương pháp Story Map, phương pháp về khung câu chuyện. Nó là gì? Bản đồ câu chuyện hay khung câu chuyện nó là cái gì? Thì chúng ta hình dung ra nó là một cái mô hình gồm có 5 cái thành phần. Cái thành phần thứ nhất đề cập tới nó là một cái bối cảnh, thời gian và không gian. Thành phần thứ hai đề cập tới là các cái nhân vật trong các cái câu chuyện. Câu chuyện nào thì cũng cần phải có bối cảnh, và câu chuyện nào thì cũng cần phải có các nhân vật. Đúng không? Ba cái thành phần tiếp theo nói theo cái tiến trình về thời gian, đó là thành phần về phần đầu của câu chuyện, phần giữa của câu chuyện và phần kết của câu chuyện. Đúng không? Thế thì 5 cái thành phần này trải ra trên một cái tờ giấy thì chúng ta gọi đó là cái bản đồ hay là khung câu chuyện. Thế rất dễ hình dung ra rằng 5 cái thành phần đó. Thế nhưng bây giờ dùng nó như thế nào? Thì có 2 cái dùng mà thầy Lĩnh khuyên các bạn cần phải ứng dụng, mà có rất nhiều cha mẹ, rất nhiều thầy cô đã và đang không có thói quen đó. Có những người chưa từng làm việc đó thì ngày hôm nay sau khi học hãy dùng nó. Thế cái ứng dụng thứ nhất là chúng ta hay kể cho con của chúng ta, cho học trò của chúng ta nghe các chuyện cổ tích, đúng không ạ? Kể cho nghe, hoặc cho các con xem cái trên cái phương tiện media internet các cái chuyện cổ tích, những cái phim hoạt hình liên quan tới cổ tích, đúng không ạ?
có phải là ai hàng ngày, đặc biệt khi con chúng ta còn nhỏ không ạ, độ tuổi mầm non, chúng ta đều cho con của chúng ta nghe các chuyện cổ tích. Rất tốt, cái chuyện cho nghe chuyện cổ tích là rất tốt. Nhưng lời khuyên của thầy Lĩnh dành cho các bạn là khi các bạn kể xong, khi các bạn cho con các bạn nghe xong, hãy làm thêm một việc nữa. Đó là hãy kích thích để cho con của các bạn dựng khung câu chuyện. Dựng khung câu chuyện. Và các bạn chú ý nhé, các bạn hãy ghi lại. Đó là chúng ta hãy cho con chúng ta sau khi nghe xong thì hãy dựng khung câu chuyện bằng cái story map vừa rồi. Thì dựng bằng cách nào? Dựng bằng việc là để cho trẻ vẽ ra. Vẽ ra. Thì để cho các bạn hình dung, các bạn có thể nhìn thấy đây, trên đây. Rồi, đây là sản phẩm của một bạn học sinh ở nước ngoài. Sau khi đọc xong cái chuyện Goldilocks và ba chú gấu, đúng không ạ? Thì học sinh này đã vẽ lên cái khung câu chuyện, đúng không ạ? Đó. Vẽ xong rồi kể lại trên chính cái khung câu chuyện của chính mình. Đấy là cái việc làm mà chúng ta cần phải khuyến khích trẻ vào. Đối với những trẻ nào bắt đầu biết viết thì hãy để cho trẻ viết những từ khóa, những từ mà trẻ muốn viết, diễn đạt ở trên khung câu chuyện. Nó rất tốt. Đó. Hay đây là cái câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ. Đó. Vẽ ở đây không kể xấu đẹp gì cả, cứ để cho trẻ vẽ. Quan trọng là việc vẽ theo đúng cái 5 cái thành phần của câu chuyện. Vậy trẻ sẽ cần phải tự trả lời được câu hỏi rằng là trong cái câu chuyện này thì nó xảy ra ở thời điểm nào, ở cái khoảng không gian nào, thì đấy chính là bối cảnh, gồm có những nhân vật nào, thì đó chính là cái ô của nhân vật. Cái câu chuyện đó được bắt đầu như thế nào, có những cái sự kiện gì ở cái khi bắt đầu của câu chuyện, và phần giữa của câu chuyện có những sự kiện gì xảy ra, và kết thúc của câu chuyện nó là cái gì, vẽ nó ra. Thì đây chính là cái cách mà trẻ tóm lược cái thông tin. Trẻ sẽ huy động cái thông tin mà mình đã được nghe, đã được nhìn khi nghe chuyện cổ tích, và nó sẽ rèn luyện cái trí nhớ và kích thích sự kết nối hình ảnh, cái tính logic giữa các cái sự kiện với nhau rất là tốt. Một cái ứng dụng thứ hai, trẻ làm quen với cái bản đồ khung câu chuyện rồi thì các ba mẹ và các thầy cô ở đây hãy giao nhiệm vụ cho trẻ vẽ và kể chuyện cổ tích của riêng học sinh, của riêng trẻ trên cái story map này. Đó. Chúng ta phát cái story map cho học sinh và bảo trẻ hãy vẽ ra cái điều mà con nghĩ, con hình dung. Sau đó vẽ xong rồi thì kể cái câu chuyện. Đúng không ạ? Thì trên màn hình các bạn thấy rằng đây là hình vẽ của các học sinh của chính cô Thảo, cô Hà Thảo đã chia sẻ với các bạn ở phần giới thiệu đấy ạ. Đúng không ạ? Đây là học sinh của cô, học sinh đầu cấp tiểu học đây. Đó. Trẻ rất hào hứng với cái hoạt động này. Sau khi các bạn vẽ xong thì các bạn ấy sẽ kể câu chuyện của chính mình. Đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng không học sinh nào giống với học sinh nào cả. Cái câu chuyện ở đây là câu chuyện hoàn toàn của riêng các bạn ấy. Đúng không? Khác với việc là chúng ta dập khuôn cho trẻ kể cùng một câu chuyện, mô tả cùng một cái câu chuyện như nhau. Đấy, đây đòi hỏi sự kích thích được cái sự sáng tạo của mỗi trẻ để tạo ra sản phẩm của riêng mình. Từ đó trẻ sẽ tự tin và yêu thích cái hoạt động sáng tạo mà thôi. Đấy, đấy. Các học sinh khác nhau các bạn ấy.
trong một giờ các bạn học sinh nhỏ của chúng ta tạo ra những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Và hai ứng dụng đó thì Lĩnh khuyên các bạn nên dùng. Và nếu các bạn cần cái khung câu chuyện sẵn này thì thầy Lĩnh đã tạo ra một cái mẫu cả về tiếng Việt và cả tiếng Anh cho các bạn, và các bạn comment vào trong cái phần chat. Nếu bạn nào muốn nhận thì các bạn hãy tạo vào phần chat và thầy Lĩnh sẽ gửi cho các bạn để các bạn có thể in sẵn ra các bạn làm. Đó. Thế thì chúng ta tiếp tục đến với cái phần lợi ích. Chúng ta khái quát một chút thì dùng story map thì sẽ đem lại những lợi ích gì cho trẻ em, thì chúng ta sẽ rất bất ngờ về những cái lợi ích to lớn của việc là dùng bản đồ câu chuyện này. Thứ nhất là khi làm việc với bản đồ câu chuyện, trẻ em có lợi ích về từ vựng. Tại sao lại có lợi ích về từ vựng? Thì việc dùng cái bản đồ câu chuyện thì giúp trẻ đa dạng hóa từ ngữ được sử dụng. Không, em thường nói đến từ ngữ ở đây, chúng ta thường nói đến ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ viết, mà chúng ta không thường đề cập tới ngôn ngữ vẽ, đúng không ạ? Thì khi làm việc với chuyện cổ tích, học sinh sử dụng được cả hình thức về từ ngữ, vẽ, viết và nói, các bạn ạ. Thế rất là phong phú về từ vựng. Cái thứ hai nữa là học sinh sẽ được cơ hội học để hiểu các câu hỏi. Rõ ràng trong các khung bản đồ câu chuyện này thì trẻ em đều cần phải trả lời được các câu hỏi thuộc dạng 5W1H, đúng không ạ? Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, bằng cách nào, tại sao, đúng không ạ? Trẻ em được cơ hội để hiểu các câu hỏi và chính mình trả lời được các câu hỏi đó. Cái lợi ích thứ ba khi làm việc với cái bản đồ khung câu chuyện đó là lợi ích về việc ngôn ngữ biểu đạt, hay ta còn gọi là sử dụng ngôn ngữ, thì học sinh sẽ được thể đa phong cách trong việc sử dụng ngôn ngữ biểu đạt. Đó có thể là qua lời nói, qua ký hiệu, hoặc qua các cái vật thay thế để truyền đạt cái điều mà trẻ em mong muốn, cái nhu cầu của trẻ, cái suy nghĩ của trẻ, cái ý tưởng của trẻ. Và những ai có con nhỏ, các bạn độ tuổi mầm non 3 đến 5 tuổi hay các bạn cô giáo mà có trẻ nhỏ, thì đặc thù của độ tuổi này đó là trẻ thường phải vẽ trước khi hình thành được ý tưởng đầy đủ, các bạn ạ. Đang trong quá trình vẽ là trẻ đang trong quá trình hình thành cái ý tưởng, hình thành cái dòng suy nghĩ của mình. Nên chúng ta không thể gọi là trẻ nó vừa vẽ mà chúng ta hỏi là con câu chuyện gì đấy, là trẻ nó nói một kiểu xong là sau đó nó vẽ hoàn thành tiếp thêm một đoạn nữa thì nó lại sang nói sang kiểu khác, các bạn. Thì quá trình vẽ chính là quá trình hình thành ý tưởng, quá trình hình thành suy nghĩ. Thì sau khi trẻ vẽ xong thì nó là chính là cái quá trình hình thành cái ý tưởng đầy đủ, thì lúc đó cho trẻ biểu đạt nó, diễn đạt nó thì nó rất là tốt, rất là tốt. Cái lợi ích thứ tư khi làm việc với story map đó là lợi ích về ngôn ngữ tiếp thu. Trẻ sẽ mở rộng cái sự hiểu biết của mình về các từ ngữ và các ngôn ngữ. Trẻ nào thường xuyên làm việc với story map, với các câu chuyện cổ tích, thì chắc chắn rằng là trẻ đó sẽ tốt hơn là trẻ chỉ dừng lại ở việc nghe chuyện cổ tích. Các bạn cho con nghe chuyện cổ tích hàng ngày, nhưng khi các bạn để cho trẻ nói thì cái vốn từ của trẻ nó vẫn rất là hạn chế. Nhưng nếu như các bạn để cho trẻ sử dụng story map hoạt động với hai cái hoạt động mà thầy Lĩnh đã đề xuất với các bạn ấy, thì cái ngôn ngữ tiếp thu của trẻ tăng lên rất là lớn. Đó. Cái thứ năm lợi ích về việc là giúp trẻ chú ý và tập trung. Khi làm việc với story map,
trẻ sẽ được rèn luyện cái phẩm chất đó là trẻ cần phải nỗ lực bền bỉ để hoàn thành nó. Đó. Trẻ có khả năng tập trung thực hiện các hoạt động mà không bị phân tâm. Đó. Những cái điều này sẽ rèn cho trẻ ngay từ nhỏ cái sự chú ý và tập trung rất là lớn. Đúng không ạ? Đó. Ngày nay chúng ta biết rằng là có rất nhiều trẻ rất là khó tập trung. Khó tập trung. Và cái việc này nó sẽ bắt đầu sẽ gặp hệ lụy rất là lớn khi trẻ bắt đầu đi vào học ở cái trường phổ thông ở cấp 1, đúng không ạ? Nhưng đó là cái sự mà chúng ta không chú ý ngay từ khi còn ở cái độ tuổi nhỏ thôi. Chúng ta không đưa cho trẻ những cái hoạt động, những cái phương tiện mà giúp cho trẻ chú ý và tập trung. Thì StoryMap nó là một cái công cụ tốt. Cái lợi ích thứ 6 không thể phủ nhận đó là giúp cho trẻ em lợi ích về khả năng tăng trí nhớ. Ở đây trẻ khi làm việc với StoryMap thì trẻ sẽ có huy động và có cái khả năng động chạm tới cái việc lưu giữ cái thông tin tạm thời, ta gọi là bộ nhớ tạm thời. Đó. Trẻ sẽ phải làm việc với các thông tin có liên quan với cả ngôn ngữ, cả suy luận, thu nhận và biến đổi thông tin. Cũng là trẻ phải làm việc với các thông tin như vậy. Do đó nên cái khả năng bộ nhớ ngắn hạn và bộ nhớ dài hạn của trẻ đều được kích thích, đều được sử dụng, nên nó sẽ phát triển rất tốt trong cái việc là trí nhớ cho trẻ. Và cái thứ 7, các bạn có thể thấy rằng là các cái khung câu chuyện nó là các cái thành phần của câu chuyện, trong đó có sự phân định rất rạch ròi và có một cái logic trật tự của nó. Thì chính vì làm việc với cái khung như thế nên trẻ ngay từ nhỏ đã có thể hình thành được cái thói quen là lập kế hoạch và xác định trình tự của các việc làm, đúng không ạ? Đó, 7 cái lợi ích đó là 7 lợi ích tóm lược trong cái việc là làm việc với StoryMap, đúng không ạ? À, các bạn thấy rằng chúng ta có muốn con mình có những lợi ích đó không ạ? À, ai muốn? Nếu ai muốn thì một lần nữa các bạn muốn nhận cái bản StoryMap mẫu, các bạn chỉ cần việc in ra và dùng cho con mình dùng thì hãy nhanh tay đánh vào ô chat. Những ai muốn nhận thì thầy Lĩnh sẽ gửi, còn những ai không muốn nhận thì thôi thầy Lĩnh sẽ không gửi cho các bạn, được nhận. Ok, rất cảm ơn các bạn, và chú ý nhớ hai cái ứng dụng nha, hai cái ứng dụng. Tóm lược lại là đừng chỉ dừng lại kể, đừng chỉ dừng lại cho trẻ nghe, mà sau khi nghe xong, sau khi kể xong, hãy dành ít phút cho trẻ hoàn thiện cái StoryMap, sau đó kể lại dựa trên StoryMap của chính trẻ, đúng không ạ? Hoạt động thứ hai là hãy kích thích cho trẻ tự tạo ra cái câu chuyện riêng của chính mình. Mà để tạo ra cái câu chuyện riêng của chính mình thì hãy vẽ trên StoryMap trước, sau đó kể. Thì chẳng mấy chốc mà các bạn có thể sưu tầm thành cái bộ sản phẩm riêng của con các bạn. 10, 15, 20 cái câu chuyện của riêng con bạn không giống ai cả, đúng không ạ? Một kỷ niệm chắc chắn rằng không thể không quên được trong cuộc đời của trẻ, đúng không ạ? Thì Lĩnh hy vọng rằng là nếu các ba mẹ ở đây ứng dụng, chúng ta có thể cùng nhau vẽ ra được một tuyển tập sản phẩm cho các con em của chúng ta, đúng không ạ? Ok. Rồi. Thế thì câu chuyện thì cần có nhân vật, đúng không các bạn? Đó. Câu chuyện được hấp dẫn bởi trẻ em và người lớn của chúng ta, bởi vì trong câu chuyện có phải là có các cái đồ vật có phép thuật không ạ? Những đồ vật ma thuật không ạ? Đúng không ạ? Và các bạn trên màn hình các bạn nhìn thấy đây là hình ảnh của các nhân vật trong các cái câu chuyện cổ tích, trong các chuyện thần thoại. Đúng không? Nàng tiên cá, đúng không? Nữ hoàng rắn đầu có tóc là rất hàng nghìn con rắn, người nhân mã, nhân sư, ngựa sắt của thánh gióng, đúng không? Những nhân vật này có thật không các bạn? Xin các bạn hãy comment vào trong cái ô chat. Theo các bạn, những nhân vật này có thật không? Biết đâu trong cuộc sống đã từng có những nhân vật này, hay nó chỉ là sản phẩm của
cái trí tưởng tượng của thế hệ đi trước. Vâng, xin cảm ơn. Có rất nhiều bạn đã trả lời rằng nó không có thật. Nó không có thật. Nó là sản phẩm của sự tưởng tượng. Vâng, thế nó là sản phẩm của sự tưởng tượng. Thì câu hỏi đặt ra cho mọi người. Vậy có phương pháp để tạo ra ý tưởng về hình tượng của các nhân vật này không? Chúng ta có phương pháp nào không? Hay nó chỉ là sự lóe sáng ở trong đầu? Có phương pháp thì lợi ích của chúng nó, của việc có phương pháp là chúng ta có công cụ để tạo ra được vô số các cái nhân vật khác nhau, đúng không ạ? Ngày hôm nay ăn món này, mai thì phải ăn món khác chứ, để nó đỡ nhàm chán chứ. Thế nên chúng ta mới có cái câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Hôm nay có ý tưởng câu chuyện này, mai có ý tưởng câu chuyện khác. Chứ không thì vị vua sẽ chém chết nhân vật người kể chuyện, đúng không ạ? Thì thưa các bạn sẽ được học cái phương pháp để phát ra ý tưởng về các nhân vật mới và với các đồ vật ma thuật mới. Nếu các bạn học cái phương pháp sau, ta gọi là phương pháp đối tượng tiêu điểm. Phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được ý tưởng về các đối tượng mới. Đó. Rồi, thế thì chúng ta hãy thử đến với một cái đồ vật tưởng như rất quen thuộc. Đây là cái gì? Một cái ghế hết sức quen thuộc, đúng không ạ? Rồi, thế bây giờ nếu như chúng ta có một hoạt động sáng tạo hay có một nhiệm vụ sáng tạo, đó là hãy tạo ra, hãy nghĩ ra một cái hình dáng mới, một hình dáng mới về một chiếc ghế. Đây chính là đối tượng mới. Đó. Sau đó có thể nói là hiệu vào hãy tạo ra một chiếc ghế mới với một phép thuật kỳ lạ. Đó. Thì sẽ tạo ra một cái đối tượng để cho một cái câu chuyện của chính chúng ta và con chúng ta thêm hấp dẫn hơn rất nhiều. Vậy chúng ta hãy đến với cái nhiệm vụ là tạo ra một chiếc ghế mới. Có phương pháp không? Ok. Đó. Rồi. Trong cái lớp học về sáng tạo, chúng tôi sẽ có cái cuộc thi dành cho trẻ em. Trong một phút, bạn có thể nghĩ ra được 10 cái ghế với hình dạng khác nhau hay không? Đúng không ạ? Trong một phút, bạn có thể nghĩ ra được 20 cái ghế khác nhau không? À, những người lớn của chúng ta, rất nhiều người bó tay. Rất nhiều người bó tay. Thậm chí rằng trong 5 phút mới chỉ nghĩ ra được khoảng 5 cái ghế. Nhưng trong một phút không thể nghĩ ra được nhiều. Nhưng đối với những đứa trẻ được học phương pháp thì cái việc phát ra ý tưởng lại vô cùng dễ dàng. Và ngay từ đây các bạn cũng sẽ vô cùng dễ dàng. Còn bây giờ thì hơi khó khăn. Đúng không ạ? Rồi. Thế thì bạn có thể phát ra được những ý tưởng về chiếc ghế này không? Rồi, các bạn nhìn thấy đây là chiếc ghế gì đây? Đây có phải là một chiếc ghế không ạ? Vâng, một chiếc ghế với màu sắc của cầu vồng. Đây có phải là những chiếc ghế không ạ? Vâng, những chiếc ghế hết sức khác nhau và độc đáo. Và đây có phải là những chiếc ghế không ạ? Vâng. Đây có phải chiếc ghế không ạ? Vâng. Chúng ta không nói tới việc chúng ta sẽ sản xuất như nào, chúng ta cần phải có ý tưởng đầu tiên. Người sản xuất phải có ý tưởng trước. Và chúng ta đang nói tới cái câu chuyện làm nào để tạo ra được những ý tưởng về những chiếc ghế độc đáo chưa từng có. Thì các bạn sẽ học cái phương pháp sau. Phương pháp có tên là phương pháp đối tượng tiêu điểm. Và các bạn hãy ghi lại. Các bạn hãy chuẩn bị giấy bút để các bạn ghi lại phương pháp. Vì đã là phương pháp thì nó có thể diễn giải thành các bước. Các bạn hãy ghi lại. Các bạn không nhớ được nó nếu các bạn không ghi lại đâu. Rồi, phương pháp đối tượng tiêu điểm. Bao nhiêu các bạn chưa từng nghe tới nó? Chưa từng nghe tới.
Ai đã nghe thấy rồi xin vui lòng đánh vào ô chat. Và đúng vậy. Và đây là một phương pháp sáng tạo rất là mạnh. Những ai mà liên tục luôn cần phải có tìm kiếm được những cái ý tưởng thì các bạn hãy học lấy cái phương pháp này. Phương pháp này được một giáo sư người Đức tên là Kuhn tạo ra lần đầu tiên vào năm 1926, nó có tên là phương pháp danh mục. Sau đó một nhà khoa học người Anh tên là Charles Whiting vào năm 1958 đã cải tiến nó và đặt cho nó một cái tên gọi là phương pháp đối tượng tiêu điểm. Đây là một phương pháp rất là mạnh để giúp cho chúng ta rằng là rất nhanh chóng để tạo ra những cái ý tưởng về một cái đối tượng mới hay cần phải cải tiến một cái đối tượng mới. Rồi, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học. Nào, các bạn đã sẵn sàng lấy giấy bút chưa ạ? Chúng ta cần ghi lại. Đó. Rồi, cái phương pháp này được diễn giải thành các cái bước. Thì bước thứ nhất, các bạn hãy làm đó là chúng ta hãy chọn một đối tượng cần cải tiến. Hoặc chúng ta chọn một đối tượng cần tạo mới. Yeah. Từ đối tượng ở đây rất là rộng các bạn ạ. Chúng ta có thể tạo ra cái đối tượng về xung quanh, những đồ vật trong gia đình, những phương tiện giao thông, cây cối, nhà cửa, tất cả những cái đó ta gọi là đối tượng. Đúng không? Đối tượng. Chúng ta có thể là nghĩ nhiệm vụ là tạo ra, chọn là tạo ra đối tượng mới hoặc là cải tiến cái đã có thành cái mới. Thì bước đầu tiên là các bạn chọn đối tượng. Đúng không? Vì nó rất là rộng như thế nên thầy Lĩnh sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn. Đó là cái ghế. Cái ghế. Chúng ta chọn đối tượng cần cải tiến ở đây chính là cái ghế. Rồi, bình thường cái ghế nó có cái dạng như thế này. Rất đơn giản như thế này. Bây giờ chúng ta chọn, tôi sẽ cần phải tạo ra một cái ý tưởng về cái hình dạng mới cho chiếc ghế này. Rồi, bước 2. Các bạn hãy chọn ngẫu nhiên các đối tượng khác. Ngẫu nhiên các bạn ạ. Ngẫu nhiên tức là hú họa ở trong đầu. Nghĩ tới ra được cái đối tượng nào thì chúng ta hãy ghi lại. Chọn nó. Hoặc chúng ta có thể mở từ điển hình ảnh ra. Chúng ta lật một trang bất kỳ để chúng ta chọn lấy một cái đối tượng bất kỳ ở trong cái từ điển tranh đó. Đúng không ạ? Rồi, số lượng là tùy ý. Tuy nhiên ban đầu với trẻ em, các bạn có thể làm bắt đầu từ một đối tượng, hai đối tượng mà thôi. Sau đó các bạn mới tăng dần lên. Mình thấy ở đây ví dụ, chúng ta chọn đối tượng tùy ý là cái cây và đối tượng thứ hai tùy ý thứ hai là con rắn. À, con rắn. Ok, một cái cây và một con rắn được chọn ngẫu nhiên. Đấy là bước số 2. Như vậy chúng ta ở đây là có hai cái loại đối tượng. Đối tượng thứ nhất là đối tượng cần cải tiến là cái ghế, thì người ta gọi đó là đối tượng tiêu điểm. Cái loại thứ hai là các đối tượng được chọn ngẫu nhiên. Bước 3. Bây giờ các bạn hãy quan tâm tới các đối tượng ngẫu nhiên. Chúng ta hãy cho trẻ phân tích cái đối tượng ngẫu nhiên bằng cách là chỉ ra các dấu hiệu, các đặc điểm của đối tượng ngẫu nhiên. Nào, bây giờ chúng ta có đối tượng ngẫu nhiên gì? Cái cây. Thì hãy chỉ ra xem cái cây có đặc điểm gì, có dấu hiệu gì. Rồi, cái cây nó có phải nó có nhiều nhánh không? Đúng không các bạn? Đúng không? Cái cây về màu sắc thì nó có cái màu xanh không, đúng không? Đúng không? Nó là bằng thân gỗ đúng không ạ? Đúng rồi, vân vân, có rất nhiều. Có bao nhiêu dấu hiệu đều có thể chỉ ra được hết, đúng không ạ? Thế với con rắn thì có các đặc điểm gì? Con rắn nó dài. Con rắn nó uốn lượn, đúng không? Con rắn nó có nhiều màu. Con rắn nó mềm. Giờ nó rất là mềm. Con rắn này nó rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Vân vân. Rồi, trẻ em có thể chơi trò chơi kính thám tử,
Đó, ai tìm ra được nhiều dấu hiệu nhất, đúng chưa? Đó. Khi trẻ liệt kê được dấu hiệu rồi thì cái bước số 4 của chúng ta là hãy ghép cái dấu hiệu vừa được liệt kê vào cái đối tượng, cái ghế ban đầu. Tức là vào cái đối tượng tiêu điểm. Ghép vào. Và khi ghép thế thì sẽ tạo ra một cụm từ mới, nói ra cái cụm từ mới đó. À, bây giờ con rắn này, con rắn ta đã chỉ ra được dấu hiệu là hình uốn lượn, uốn éo, thì lúc đó ném vào cái ghế ta được là cái ghế hình uốn lượn, cái ghế hình uốn lượn. Đúng không? Chúng ta có thể đưa thêm cái từ này, như con rắn mà. Đấy, để dễ hình dung. Tiếp. À, con rắn có nhiều màu đúng không ạ? Nhiều màu. Thì khi ghép vào cái ghế chúng ta là cái ghế có nhiều màu. Đấy, như màu ở con rắn. Đúng không? Con rắn mềm thì ta ghép vào cái ghế thì thành ghế mềm. Đúng không ạ? Vân vân. Có bao nhiêu dấu hiệu thì chúng ta ghép vào cái ghế thì có bấy nhiêu phương án. Thế còn cái cây thì sao? À, cái cây nó có nhiều nhánh thì chúng ta ghép vào cái ghế thành ghế có dạng nhiều nhánh cây. Đó. Chúng ta ghép hình dạng vào tiếp thì chúng ta ghép là ghế có dạng lá cây. Đó. Ghế có màu xanh. Đó. Ghế có nhiều cành và lá. Đúng không ạ? Đó, chúng ta có bao nhiêu dấu hiệu của cái cây, chúng ta ghép vào cái ghế thì chúng ta được các cụm từ mới. Rồi, bước này sẽ dừng lại ở chỗ là chúng ta có được các cụm từ mới về chiếc ghế. Thì chính dựa trên các cái cụm từ đó, chúng ta đến với bước 5. Bước 5 là hãy phát ra các ý tưởng dựa trên các cụm từ thu được ở cái bước 4. Phát ra các ý tưởng. Và khi phát ra ý tưởng thì để cho trẻ tự do tưởng tượng, liên tưởng. Đừng có phân tích, phê phán gì ở chỗ này cả. Nhá, các bạn lưu ý như vậy. À, bây giờ cái ghế hình con rắn thì nó sẽ như thế nào? À, đối với trẻ nhỏ thì kích thích cho trẻ tưởng tượng và cho trẻ có thể chọn cái phương án là phát ra, vẽ phát ra, đúng không? Đó. Thì cái ghế hình cái lá cây thì nó sẽ như nào? Đó. Cái ghế hình dạng là thân cây thì sẽ như nào? Đúng không ạ? Rồi trên màn hình đây các bạn có thể thấy một loạt các cái ý tưởng đã được phát ra và đã được phát thảo thành cái hình vẽ. Đúng. Phát ra được càng nhiều ý tưởng càng tốt. Lúc này hãy để cho trẻ nói, diễn đạt những cái ý tưởng cụ thể hóa từ những cái cụm từ mà chúng ta đã được tạo ra ở bước 4 nha. Phát ra, mà đừng có phê phán, phê bình gì cả. Được chưa? Nếu các bạn muốn cho trẻ có niềm vui trong cái việc phát ra được các ý tưởng thì các bạn hãy đừng có phê bình gì cả. Đấy, nhiệm vụ quan trọng là để cho trẻ phát ra được. Ba đi lấy bấm tiếp. Rồi. Sau khi phát ra ý tưởng rồi thì các bạn mới phân tích. Vào bước 6, chúng ta mới phân tích, đánh giá và lựa chọn những ý tưởng mà theo cái tiêu chí nào đó. Đúng không ạ? Ví dụ tiêu chí là tôi thích, tiêu chí thích. Đúng không? Tiêu chí là có thể làm được. Đúng không? Tiêu chí đó là độc lạ. Đó. Thì đấy là bước 6. Và trải qua 6 bước đó, chính là 6 bước của phương pháp đối tượng tiêu điểm, các bạn có thể được dùng để
tạo ra được vô số các cái ý tưởng về một cái cải tiến một cái đối tượng nào đó hoặc tạo mới một đối tượng nào đó. Và sau đây chúng ta hãy dành một chút thời gian để thực hành luôn, chúng ta học mà chúng ta có hành luôn, để sau cái buổi ngày hôm nay các bạn có thể có được ngay cái kiến thức về cái phương pháp này để mà ứng dụng. Dùng càng nhiều thì nó sẽ càng tốt. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng phương pháp đối tượng tiêu điểm để tạo ra một nhân vật mới chưa từng có cho một câu chuyện cổ tích mà tới đây các bạn sẽ sáng tác. Nha. Dùng phương pháp đối tượng tiêu điểm để tạo ra một nhân vật mới chưa từng có cho câu chuyện cổ tích mà các bạn sẽ sáng tác tới đây. Nhớ là chưa từng có. Đó. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng 6 cái bước đó là các bạn sẽ làm thế nào. Làm nha. Khi các bạn thực hành các bạn hãy tự nhẩm lại các bước. Chúng ta sẽ làm rất nhanh nhé, làm rất nhanh như kiểu này. 5 phút đi, 5 phút, ok. Bước 1, chọn cái vật cần tạo mới, đó chính là một nhân vật mới. Ok. Nhân vật đó các bạn hãy chọn là người hay con vật đây? Hay đồ vật? Các bạn tự quyết định. Ai chọn nhân vật là người? Ai chọn nhân vật là con vật? Ai chọn nhân vật là đồ vật? Thì các bạn tự xác định ở trong bước 1. Nào, bước 2. Bước 2. Chọn lấy đối tượng ngẫu nhiên. Là người lớn các bạn có thể chọn 2, 3, 4 đối tượng ngẫu nhiên tùy các bạn. Và khi chọn đối tượng ngẫu nhiên là càng xa loại với cái loại mà chúng ta chọn ban đầu thì càng tốt. Nếu như chúng ta đã chọn là người, nhân vật cần cải tiến là người, thì các bạn hãy chọn đối tượng ngẫu nhiên. Nó không phải là người nữa, nó là các cái đồ vật, nó là cái cây cối. Đó. Càng khác xa cái đối tượng được chọn ban đầu càng tốt. Thì lúc đấy chúng ta có cơ hội để tạo ra những ý tưởng mật mã. Và các bạn chọn được chưa ạ? Các bạn chỉ cần ghi lại, ghi vào trên giấy đấy, những đối tượng ngẫu nhiên. Tiếp, sang bước 3. Từ cái đối tượng ngẫu nhiên đã được chọn, các bạn rút ra các dấu hiệu. Rút ra các dấu hiệu từ các đối tượng ngẫu nhiên. Sau đó, sang bước 4 là ném các dấu hiệu đó vào cái đối tượng ban đầu của chúng ta, ta gọi là đối tượng tiêu điểm. Ghi lại các cụm từ mới. Ghi lại các cụm từ mới. Được một loạt các cụm từ mới rồi, các bạn phát ý tưởng cụ thể hơn từ các cụm từ mới đó. Sau khi phát được ý tưởng cụ thể rồi thì các bạn sẽ chọn lấy cái ý tưởng nào mà mình thích, một nhân vật nào mà mình muốn.
Vâng, sau đây chúng ta cùng nhau đến với những giây phút và chia sẻ của về nhân vật, chia sẻ về nhân vật mà chúng ta đã tạo mới ra, đúng không ạ? Chúng ta đã tạo mới ra. À, xin mời một số bạn chia sẻ lần lượt xem là mình đã tạo ra được cái nhân vật gì mới gì để chia sẻ với mọi người nhé. Nào, xin mời các bạn chia sẻ nào. Các bạn có thể bật mic lên để chia sẻ. Tắt luôn đi là xong. Chúng cha các là bài yên nào. Các bạn phải ăn cực. Chưa nghe chưa? Chưa. Các bạn phải ăn cực. Vâng, xin mời các ba mẹ có thể bấm vào nút giơ tay ạ. Vâng, thế đã thấy có người giơ tay đấy, xin mời. À, phụ huynh của bé Lam Anh và Khánh Thư đúng không ạ? Lam Anh, Khánh Thư giơ tay hay là bố của con giơ tay đấy? Lam Anh, Khánh Thư ơi. Dạ. Một cuộc thi ạ. Một cuộc thi giữa các ba mẹ ạ. Các ba mẹ ấy mạnh dạn lên ạ. Chúng ta hãy chia sẻ về cái ý tưởng về nhân vật mới của bạn là gì? Bạn mô tả cái nhân vật mới của bạn xem nào nhá. Đó. Tức là cái thành phẩm cuối cùng của cái việc áp dụng cái phương pháp đối tượng tiêu điểm để tạo ra đối tượng mới. Xin mời một bạn có thể bạn nào chia sẻ khởi đầu đi. Chúng ta hãy cứ mạnh dạn lên. Đúng không? Và xin bắt đầu với những bạn đã được lĩnh hội phương pháp thì chắc là sẽ làm việc trôi chảy hơn ngay từ đầu. Xin mời cô Thảo nào. Nhân vật của cô Thảo là gì nào? Dạ vâng, em xin phép được chia sẻ ạ. Em lựa chọn ở đây một nhân vật không phải là con người mà là một chiếc cốc ạ. Nó gần như là một cái bảo bối của nhân vật trong câu chuyện cổ tích ạ. Và đây là đối tượng tiêu điểm của em là cái cốc. Và đối tượng ngẫu nhiên ở đây em lựa chọn nó là con ong và bông. Con ong thì có các dấu hiệu như là có cánh này, có bụng to, có hai màu vàng và đen. Còn bông thì mềm, nhẹ và nó có thể bay được. Các cụm từ mà em đưa ra được đó là cốc bay được này, cốc bụng to, cốc có cánh, cốc mềm và cốc màu vàng đen. Thì trong tất cả những ý tưởng này thì em thích nhất là cái ý tưởng là cốc bay được ạ. Vâng ạ, em xin hết ạ. Cốc bay được, ok. Thế có thể mô tả kỹ hơn về cái cốc đó sẽ như thế nào không? Phát ý tưởng. Dạ vâng ạ, cái cốc này thì nó sẽ có một cái nút bấm ở phía dưới của cái đáy cốc. Và khi đưa nó vào trong một câu chuyện ấy, thì ví dụ cái cốc này nó sẽ gần như là một cái phép bảo bối. Nó có thể giúp cho cái nhân vật chính của mình thực hiện được những cái vượt qua được một số những thử thách. Nhờ vào cái công dụng là khi mình ấn vào cái nút bấm thì cái cốc nó có thể bay đi được này, nó sẽ di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Đó. Và cái chất liệu của nó thì cái cánh này nó sẽ cụp. Khi để bình thường nó sẽ là cụp, và khi ấn vào nút thì nó mới xòe cái cánh ra và nó bay. Và chất liệu của nó thì là sẽ là những chất liệu nó rất là nhẹ. Mình cầm cái chiếc cốc nó rất là nhẹ. Xin hết ạ. Ok, rất cảm ơn cô Thảo.
Thế thì khi sau khi các bạn tạo ra được các cái nhân vật rồi thì hãy đặt những cái câu hỏi là nó được tạo thành như thế nào, đúng không? Nó sẽ được sử dụng ở đâu? Nó được trong cái trường hợp nào? Đúng chưa? Đó, thì nó sẽ cụ thể hóa hơn được cái ý tưởng về cái đối tượng mà chúng ta sẽ tạo ra. Đó. Thế thì sau đó là chúng ta sẽ đưa vào trong cái khung câu chuyện như của cô Thảo, là chúng ta sẽ đưa cái cốc vào trong khung câu chuyện, vẽ nó ra ở trong cái ô về nhân vật, đúng không ạ? Và hoàn thiện các cái ô còn lại, thì sau đó là tạo ra được một cái câu chuyện. Hãy kể lại cái câu chuyện về cái chiếc cốc này, đúng không? Rồi, rất cảm ơn cô Thảo. Có mẹ nào có thể chia sẻ được không? Chưa không? Đấy, ở trên ô chat đây có bạn đã chia sẻ cái ý tưởng, đó là nhân vật mới đã tạo ra được, đó là một cái cuốn sách và một nàng công chúa mất cái cuốn sách yêu quý của mình, đang ngồi ngoài cửa sổ nhìn chậu cây dây leo đu xuống để tìm cuốn sách. Rồi chúng ta cần hãy mô tả kỹ hơn về cái đối tượng mà chúng ta, ví dụ cuốn sách nó là cái cuốn sách gì nhá, đúng không? Chúng ta tạo ra một cái nhân vật mới thì nó cụ thể hóa nó như nào đó. Chứ hiện nay chúng ta chưa cần phải đến gọi là kể cả một cái câu chuyện, mà chúng ta đang cần phải tạo ra hình tượng về một nhân vật mới đã, bằng cách sử dụng phương pháp đối tượng tiêu điểm. Rồi xin mời có một cái cánh tay đây này, câu lạc bộ đọc sách Hướng Dương. Vâng, xin mời câu lạc bộ đọc sách Hướng Dương. Dạ vâng, chào thầy Nguyễn Hồng Lĩnh, chào cô giáo Nguyễn Thị Hồi và chào cô Hà Thảo, chào toàn bộ các phụ huynh ở trong Zoom ngày hôm nay. Thì em sử dụng Zoom của câu lạc bộ cho nên là chưa kịp đổi tên. Vâng, hôm nay thì em cũng rất là biết ơn khi thầy Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ ba phương pháp và trong đó có phương pháp đối tượng tiêu điểm. Vậy thì em cũng xin chia sẻ một cái ví dụ của bản thân mình. Đó là bước 1 thì em chọn đối tượng tiêu điểm của em, đó chính là cây bút ạ. Là một cái cây bút như thế này. Và cái thứ hai nữa là em chọn ngẫu nhiên hai đối tượng liên quan, đó là hoa là tên của em ạ. Và mây là trên bầu trời. Vậy thì hình ảnh bông hoa được kích hoạt trong đầu của em, đó là những cái dấu hiệu như sau. Đó là bông hoa thì có những cái cánh rất là mềm mại, rất là yêu thương, và hoa có màu vàng như là hoa hướng dương chẳng hạn. Và bông hoa biết cười, bông hoa có gắn liền với thiên nhiên và rất là tươi đẹp. Bên cạnh đó thì tiêu điểm thứ hai của em là mây. Mây thì kích hoạt cho em một cái điều, đó là sự bồng bềnh, sự sáng tạo, và mây thì là mây xanh. Vậy thì em sử dụng bước 4, đó là em ghép dấu hiệu với tiêu điểm của mình và em phát ra ý tưởng một số những cái keyword như sau. Một là bút cười như hoa, cụm từ thứ hai là bút màu vàng như hoa hướng dương, thứ ba là bút gắn liền với bông hoa, bút yêu thương ấy, mang tên là bút yêu thương. Gắn với tiêu điểm thứ hai đó là bút bồng bềnh, bút sáng tạo, bút xanh. Và sau đó thì em sẽ phân tích, tạo ra đánh giá ý tưởng và vẽ nên cái hình cây bút với và tô màu cái ý tưởng đó ạ. Vâng, biết ơn thầy Nguyễn Hồng Lĩnh và các phụ huynh đã lắng nghe em chia sẻ. Vâng, rất tuyệt vời, xin một tràng pháo tay dành cho bạn gì chưa nêu tên nhỉ? Em tên là Hoa. Hoa, vâng. Đúng rồi bạn Hoa, đúng rồi. Chính xác, một chàng có tay cho bạn Hoa đã tạo ra được những ý tưởng rất tuyệt vời về cái bút, đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy nó rất là dễ dàng. Vâng, cô Đào Hoa. Vâng. Vẫn gọi em là Hoa Hướng Dương. Vâng, cô tên là Đào Thị Hồng Hoa. Vâng, đó, các bạn thấy đấy. Chúng ta rất là dễ dàng, nếu chúng ta lần lượt thực hành theo các cái bước đó thì chúng ta, các bước của phương pháp đối tượng tiêu điểm, thì chúng ta sẽ tạo ra được cái ý tưởng mới. Và ở đây chúng ta thấy một cái điều là không phải chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc là tạo ra được một cái ý tưởng về một nhân vật mới, một nhân vật mới cho câu chuyện cổ tích, mà cái điều quan trọng đây là mỗi lần làm thì là chúng ta đã thực hành được một cái phương pháp, là phương pháp đối tượng tiêu điểm. Và cái phương pháp này thì nó có phạm vi rất rộng, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo ra được các cái đối tượng khác nhau. Thế
Thế thì trong những cái buổi các bạn có thể trang trí nhà cửa, thì làm thủ công, thì chúng ta cần phải phát ra ý tưởng, đó chính là cái cơ hội để cho chúng ta và trẻ em nghĩ ra được cái ý tưởng mới để mà làm việc trang trí nhà cửa, đúng không ạ? Ok, vân vân. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có được thực hành tiếp theo. Chúng ta sẽ đi với tiếp tục đi tới cái việc thứ hai, việc nội dung tiếp theo. Câu chuyện thì nên cần phải có cái cốt truyện. Đó, chuyện cổ tích thì cần phải có cốt truyện. Vậy làm thế nào để có thể phát ra được ý tưởng về một cốt truyện mới? Ở đây chúng ta làm mới hết, chứ chúng ta không gọi là kể lại một cái câu chuyện có sẵn. Vậy làm thế nào? Đó. Thì xin chia sẻ với các ba mẹ một cái phương tiện. Đó là một phương pháp. Phương pháp có tên là phương pháp phân tích hình thái. Ở trong cái lĩnh vực giáo dục cho trẻ nhỏ thì chúng ta có thể gọi một cái tên khác cho nó hấp dẫn hơn. Nó gọi là màn hình ma thuật. Màn hình ma thuật. Thế thì có một cái gần mới đây có câu chuyện của cô giáo đã sử dụng cái phương pháp này để tạo ra một cái câu chuyện về giáp và bản đồ COVID. Xin mời các bạn sẽ thưởng thức một ít phút để nghe cái câu chuyện này, chia vui với cái cô giáo đã tạo ra được cái câu chuyện. Ngày ngày lênh đênh trên các vùng biển để cướp đồ của các cư dân. Sở ngày xưa, ở một hoang đảo thuộc vùng biển Caribe, có một tên cướp biển lừng danh tên là Jack. Anh ta được mọi người đặt cho một biệt danh là Thuyền trưởng Jack. Ngày ngày lênh đênh trên các vùng biển để cướp đồ của các cư dân, Jack và đồng bọn của mình đã nhanh chóng trở nên giàu có. Họ vô cùng hài lòng về chiếm lợi phẩm mà mình chiếm đoạt được. Một ngày nọ, có một loài sinh vật kỳ lạ từ đâu xuất hiện đã cướp đi vợ, con và những người thân yêu của Jack. Jack đau khổ và sợ hãi vô cùng. Anh ta đã khóc rất nhiều. Lúc đó, từ đâu xuất hiện một chú chim bay qua và làm rơi một tờ giấy xuống người Jack. Điều đặc biệt là tờ giấy này biết nói. Chưa kịp mở tờ giấy ra xem thì một tiếng gọi cất lên. Thuyền trưởng, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Jack tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng linh cảm mách bảo anh ta đã lấy ra chiếc điện thoại đời mới của mình, gọi về cho gia đình để hỏi thăm mọi người. Thật không thể tin nổi, trong đất liền đang xuất hiện một loài virus vô cùng nguy hiểm mang tên nCoV. Nó đã lấy đi sinh mạng của bao người dân vô tội. Gia đình Jack cũng đang bị nó đe dọa. Ngày sau, Jack thấy lạnh như sống lưng và nghĩ, sao lại giống với những gì xảy ra trong giấc mơ thế này? Và rồi, Jack vội chạy tới bên hòm đựng vàng bạc của mình. Mở nắp hòm ra, Jack bị giật mình bởi tiếng nói kỳ lạ. Nhìn xung quanh hòm, Jack thấy một tờ giấy cũ nát đang nhảy múa và biết nói. Tờ giấy cũ kia nói với Jack, ông có muốn giải cứu gia đình mình không? Tôi rất muốn. Không một phút chần chừ, Jack trả lời. Nếu vậy, ông sẽ phải giải cứu cả thế giới. Vì nếu chỉ còn một con virus sống sót, thì nó sẽ vẫn đe dọa tới tính mạng của con người và nó lây nhiễm rất nhanh. Ông sẽ không còn mọi thứ. Ông có làm được không? Tờ giấy nói,
vàng bạc sẽ không còn quan trọng nữa nếu ta không còn gia đình và chấp nhận mất đi mọi thứ. Jack trả lời. Tờ giấy cũ cười lớn và mở ra ngay ngắn trước mặt Jack. Bây giờ ông hãy làm theo sự chỉ dẫn của ta. Bản đồ vaccine. Ông hãy mang hết số cuộc cải của mình, mua lấy khẩu trang, nước rửa tay, chia cho mọi người dân. Sau 2 ngày nữa, hãy quay trở về đây gặp ta. Ngay lập tức, Jack và đàn em đi thực hiện nhiệm vụ và trở về đúng hẹn. Sau chuyến đi này, đã khiến Jack thân thiện với mọi người hơn. Với sự chỉ dẫn của bản đồ vaccine, lần này Jack phải tự mình vượt qua nhiều ngày trên biển, gặp bao khó khăn. Nhưng Jack vẫn quyết tâm. Giờ thì Jack phải leo lên một đỉnh núi cao. Sau nhiều ngày leo lên đỉnh núi không ngừng nghỉ, thì Jack cũng đã đến được cửa hang. Nhưng điều khó khăn là Jack không biết mật khẩu để vào hang. Lúc này, Jack lấy bản đồ ra và hỏi. Ngay lập tức, bản đồ biến thành một cuốn sách. Jack đã đọc rất kỹ nội dung có trong sách, kèm theo các dữ kiện có trên cửa hang đã giúp Jack giải mã được mật khẩu. Bước vào trong hang, Jack bất ngờ vì trước mắt ông là một kho báu, nhưng nó không phải là vàng mà là vaccine, thứ mà cả thế giới đang rất cần. Jack vui sướng vô cùng và cảm ơn bản đồ vaccine. Gì đấy? Bản đồ Jack cười tươi rồi biến thành một tấm thảm to. Đấy. Đưa Jack cùng kho báu vaccine về với đất liền để giúp người dân chống lại loài virus mang tên ncov. Thanh công cụ đi, rồi mới tắt máy. Cuộc sống của mọi người dân đã trở lại ổn định. Ncov cũng không còn nữa. Jack không còn là một tên cướp biển, mà là một người hùng dũng cảm trong lòng mọi người. Tấm bản đồ sau đó cũng đã biến mất và không ai nhìn thấy nó, kể cả Jack. Vâng, xin một tràng pháo tay dành cho một cái câu chuyện của cô Hà Thảo, giáo viên trường mầm non tư duy sáng tạo Tris, và một sản phẩm rất là mới để cổ vũ cái sự lạc quan của chúng ta trong cái chiến dịch phòng chống COVID này, đúng không ạ? Và các bạn khi kể cho học sinh nghe thì trẻ sẽ không thể thấy cái cốt truyện, đúng không ạ? Cái cốt truyện đây đang dựa trên thành phần bối cảnh, nó là ở một cái khu vực biển cả. Nhân vật ở đây của chúng ta là cướp biển, và vật phẩm ma thuật của chúng ta ở đây đó chính là bản đồ, một cái bản đồ ma thuật, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để cho giúp cho chúng ta có thể tạo ra được những cái cốt truyện, mà từ đó để phát ra được cái ý tưởng, xây dựng được cái câu chuyện nó cụ thể hơn, và có thể có rất nhiều các cái cốt truyện khác nhau, để làm thế nào đây? Thì xin mời các bạn đến với một cái phương pháp sáng tạo cũng rất là mạnh khác. Đấy, ta gọi là phương pháp phân tích hình thái. Thế phương pháp này thì cũng giống phương pháp đối tượng tiêu điểm, ở chỗ là có thể diễn giải thành từng bước. Vậy các bạn hãy chuẩn bị giấy bút mà chúng ta sẽ có thể ghi lại những cái bước của cái phương pháp này. Đó. Bước thứ nhất, chúng ta cũng cần phải chọn đối tượng cần cải tiến hoặc tạo mới. Đúng không? Nói như vậy, cái từ đối tượng ở đây nó rất là rộng. Nó không chỉ là một cái cốt truyện, nó có thể nó là một cái đối tượng bất kỳ nhé, sản phẩm vật chất hay sản phẩm tinh thần đều được cả. Thì chúng ta sẽ lấy cái nội dung ở đây chính là đối tượng cần cải tiến là một câu chuyện, chuyện cổ tích. Đó. Bước 2. Các bạn cần phải chỉ ra được các cái thành phần chủ yếu của cái đối tượng cần tạo mới hay cải tiến này. Hay còn gọi là xác định các dấu hiệu của nó. Nhá. Bước 2. Xác định các cái thành phần chủ yếu của đối tượng cần cải tiến, tức là các dấu hiệu của đối tượng cần cải tiến. Vậy đối với cái đối tượng chúng ta chọn, nó là câu chuyện, thì
chúng ta hãy chỉ ra rằng thành phần của câu chuyện gồm có những thành phần gì đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái thành phần thứ nhất của câu chuyện, đó là bối cảnh. Bất kỳ một câu chuyện nào cũng phải đề cập tới một cái bối cảnh. Cái thành phần thứ hai là bất kỳ một câu chuyện nào thì cũng cần phải có các nhân vật. Chúng ta hãy chọn nhân vật chính đi. Cái thành phần thứ ba đó là các câu chuyện đều có các cái vật ma thuật, những vật phép thuật. Đó, vì vậy chúng ta chọn ba cái thành phần này. Tất nhiên là ba thành phần này nó không đại diện hết cho tất cả các cái câu chuyện, nhưng chúng ta cần phải chỉ ra các thành phần chính. À, chúng ta tạm thống nhất nhau là ba cái thành phần. Ok. Như vậy bước hai của cái phương pháp này nó khác với cái phương pháp trước ở cái chỗ là các bạn cần phải chỉ ra các thành phần của đối tượng cần cải tiến đã. Nó gồm có những thành phần gì? Bước ba. Liệt kê tất cả các hình thái còn gọi là phương án có thể có của các thành phần đã được chọn ở bước 2. Liệt kê tất cả các hình thái hay các phương án có thể có của tất cả các thành phần được chọn ở bước 2. Nào, chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi bối cảnh thì có thể lựa chọn các bối cảnh nào đây? Hãy liệt kê ra. Các bạn có thể liệt kê ra đó là gì? Bối cảnh nào nhỉ? Bối cảnh có thể ở một tòa lâu đài, cũng là một phương án. Bối cảnh có thể là ở trong một khu rừng sâu, rất hoang vu. Đấy cũng là một phương án, một hình thái của bối cảnh. Bối cảnh có thể là ở một biển cả bao la. Đó cũng là một hình thái của bối cảnh. Tương tự với thành phần thứ hai, nhân vật. Các bạn muốn chọn nhân vật chính nào? Ta có thể lựa chọn những nhân vật chính nào đây? Hãy liệt kê ra. Nhân vật chính của chúng ta có thể là nàng tiên cá không? Nhân vật chính của chúng ta có thể là hoàng tử và công chúa không? Nhân vật chính của chúng ta có phải là một con ếch không? Mà đấy là sự lựa chọn các lựa chọn có thể có về thành phần là nhân vật chính. Nhân vật cái thứ ba là về thành phần vật ma thuật, chúng ta có thể lựa chọn các đối tượng nào? Vật ma thuật nào đấy? Hãy liệt kê ra. Nó có thể là đũa thần chắc. Chúng ta cũng có thể lựa chọn đó là quả táo độc không? Nó có thể lựa chọn là hòm kho báu không? Đúng không? Chúng ta lựa chọn, có thể lựa chọn các phương án đó. Sau khi lựa chọn được các phương án đó thì các bạn hãy làm sang bước 4 là đưa các cái lựa chọn đó vào một cái bảng hình thái ta gọi là bảng ma thuật. Đấy, đối với trẻ em bảng ma thuật. Thế cái bảng này được cấu tạo như sau. Ở cái cột bên trái thì các bạn sẽ để tên các thành phần của cái đối tượng cần cải tiến hoặc tạo mới. Cái đối tượng cần cải tiến và tạo mới của chúng ta đây là chuyện cổ tích. Thì chúng ta đã có ba cái thành phần thì chúng ta đặt đó. Thành phần bối cảnh, thành phần nhân vật chính và thành phần vật ma thuật chúng ta sẽ đặt ở cái cột bên trái. Đấy. Tiếp theo là hàng chính là các lựa chọn có thể có cho các thành phần này. Với bối cảnh chúng ta có mấy lựa chọn thì chúng ta đặt vào. Với nhân vật chúng ta có mấy lựa chọn thì chúng ta đặt vào. Và với vật ma thuật chúng ta có mấy lựa chọn thì chúng ta đặt vào cái bảng này. Lưu ý rằng không phải là số lượng các lựa chọn của từng thành phần không phải là giống nhau.
nó có thể là tùy biến nha, tùy biến. Rồi, thế thì ở đây vừa rồi chúng ta đã lựa chọn các phương án thì chúng ta sẽ đưa vào bảng ma thuật, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ được bảng ma thuật với sự hỗ trợ của các hình ảnh. Đối với trẻ mà chưa biết đọc thì các bạn nên sử dụng các hình ảnh. Đối với trẻ biết đọc rồi, biết viết rồi thì các bạn có thể cho trẻ lập ra cái bằng từ ngữ thôi. Đó. Rồi, sau khi lập được bảng hình thái rồi thì bước số 5, các bạn sẽ lập các công thức hình thái của đối tượng cần tạo mới. Đấy. Lập các công thức hình thái. Lập công thức hình thái là như thế nào? Có nghĩa là mỗi thành phần thì các bạn lựa chọn một ô. Mỗi thành phần lựa chọn một ô. Tổ hợp các cái ô đó thì chúng ta sẽ được chọn được công thức, thành công thức. À, ta lấy ví dụ trên hình ảnh các bạn đang nhìn thấy đây. Nếu bối cảnh chúng ta lấy ô thứ nhất, nhân vật chính chúng ta lấy ô thứ nhất và vật ma thuật chúng ta lấy ô thứ nhất, vậy thì chúng ta sẽ được là một thành một công thức, đó là bối cảnh là một tại một tòa lâu đài, nhân vật chính là nàng tiên cá và vật ma thuật chính là cây đũa thần, đúng không ạ? Các bạn có thể tạo ra được một câu chuyện với cái cốt truyện như thế này không? Rồi, như vậy chúng ta đã có một cái ý tưởng đầu tiên về cốt truyện. Chúng ta có thể tạo ra cái công thức hình thái khác không? Hoàn toàn có thể các bạn ạ. Nếu như bối cảnh chúng ta chọn ô thứ nhất, nhân vật chính chúng ta chọn ô thứ hai và vật ma thuật chúng ta chọn ô thứ ba thì chúng ta sẽ được một cốt truyện như thế nào? Bối cảnh tại một tòa lâu đài, nhân vật chính là hoàng tử và công chúa và vật ma thuật sẽ xuất hiện trong câu chuyện của chúng ta là cây đũa thần. Tương tự, chúng ta có thể lựa chọn khác. Bối cảnh chúng ta có thể lựa chọn ô thứ nhất, nhân vật chính chúng ta chọn ô thứ ba, vật ma thuật chúng ta chọn ô thứ nhất thì chúng ta sẽ được một cốt truyện với ý tưởng bối cảnh tại tòa lâu đài, nhân vật chính là một con ếch hay hoàng tử ếch và cái vật ma thuật của chúng ta là một cây đũa thần, đúng không ạ? Rồi, như vậy từ bảng ma thuật này chúng ta sẽ tạo ra được nhiều cái ý tưởng, đúng không ạ? Số cái phương án có thể lựa chọn là lấy các ô nhân lại với nhau 3 × 3 × 3 tính là 27 ý tưởng có thể tạo ra. Rồi. Thế thì sau khi lập được các cái phương án rồi thì các bạn hãy sang cái bước 6 là chúng ta cũng phân tích, đánh giá, lựa chọn cái phương án thu được để chúng ta lấy ra một cái phương án. Lấy ra được cái phương án. Thế khi phân tích và đánh giá thì chúng ta đều cần có tiêu chí, đúng không ạ? Tiêu chí có rất nhiều tiêu chí, nếu các bạn tùy theo cái yêu cầu các bạn đặt ra. Nhưng nếu như chúng ta dựa trên tiêu chí thích thì rất là đơn giản. Ở chỗ đấy, có các phương án đã đưa ra thì chúng ta chọn phương án nào mà chúng ta thích nhất. Thì từ đó các bạn sẽ ra được ý tưởng về cốt truyện và các bạn sẽ cụ thể hóa thêm vào trong cái câu chuyện những tình tiết. Và rõ ràng câu chuyện bắt đầu có cốt rồi. Và
Rồi, thế bây giờ mỗi bạn hãy tự lựa chọn lấy theo tiêu chí thích. Mình sẽ thích câu chuyện có cốt truyện nào, các bạn hãy đánh vào ô chat. Chọn lấy một ô bối cảnh, chọn lấy một ô nhân vật chính và chọn lấy một ô về vật ma thuật thì các bạn sẽ được cốt truyện. Nào hãy đánh vào ô chat. Các bạn sẽ thích ý tưởng cốt truyện nào? Rồi, rất nhanh có bạn đã chọn cái phương án đầu tiên, bối cảnh lâu đài, nàng tiên, nhân vật chính nàng tiên cá và vật ma thuật là cái đũa thần. Có bạn thích chọn cái cốt truyện là một khu rừng, nhân vật chính là nàng tiên cá và cái vật ma thuật là đũa thần. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Ok, rừng, bối cảnh là rừng, nhân vật chính là con ếch và vật ma thuật là đũa thần. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Đó, cái bảng hình thái ma thuật của chúng ta là như vậy. Đúng không? Rồi, một cái phương pháp cũng rất là dễ sử dụng thôi, được ứng dụng vào trong để xác định cái cốt truyện cổ tích. Rất tuyệt vời phải không ạ? Rồi. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại các bước của phương pháp phân tích hình thái. Rồi. Đặc điểm của cái việc sử dụng những phương pháp này là đã được diễn giải thành từng bước. Các bạn cứ lần lượt làm theo các cái bước này thì các bạn sẽ dễ dàng đi ra được cái ý tưởng. Ok, như vậy bây giờ trong tay các bạn đã có cái công cụ để cho chúng ta tạo ra được cái ý tưởng về cốt truyện, sử dụng ba cái thành phần: bối cảnh, nhân vật và vật ma thuật. Bây giờ là lúc chúng ta có thể cùng nhau để thực hiện, dành một ít phút để thực hành việc sử dụng cái phương pháp phân tích hình thái này. Bây giờ bạn hãy sử dụng cái phương pháp phân tích hình thái để tạo ra ý tưởng cho cốt truyện về chủ đề superhero là siêu anh hùng. Siêu anh hùng. À. Nha, tạo ra cốt truyện về siêu anh hùng. Rồi, các bạn hãy cùng nhau dùng cái 6 cái bước này, 6 cái bước của phương pháp phân tích hình thái để các bạn tạo ra cái cốt truyện về siêu anh hùng nhá. Hy vọng tối nay là các bạn sẽ có thể cụ thể hóa cái câu chuyện siêu anh hùng này để kể cho con mình rồi nhỉ, đúng không? Rồi, chúng ta có 5 phút chuẩn bị nào. Năm phút thực hành. We'll be right back.
Ok, mời các bạn quay trở lại với lớp học nào. À, các bạn đã có ứng dụng được cái các cái bước chưa ạ? Trong cái phương pháp này thì cái phần mà chúng ta cần lưu ý khó khăn nhất ở chỗ chúng ta vượt qua đầu tiên đó là cái phần 2 nhỉ, bước 2. Xác định các thành phần chủ yếu của đối tượng cần cải tiến. Đó. Thì câu chuyện về siêu anh hùng của các bạn thì các bạn nên tạo ra cái cốt truyện thì nó có cái thành phần nào, nó có cần bối cảnh không, nó có cần nhân vật chính của chúng ta là siêu anh hùng nào không, và cái năng lực đặc biệt của anh ta, đúng không? Siêu anh hùng thì phải nói tới cái năng lực đặc biệt, đúng không ạ? Ừ. Các bạn hoàn toàn các bạn có thể thêm các cái thành phần khác vào. Lấy ví dụ như chúng ta có thể cho đưa vào một cái nhân vật phản diện đấu tranh với siêu anh hùng, đấy là cái thành phần thứ tư, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta lựa chọn các phương án về bối cảnh. May đi hai lá thì nó sẽ toát ra cái đằng chỗ ấy đấy, chỗ chạy qua sân bóng cái đằng gì. Siêu anh hùng của chúng ta bối cảnh có thể xảy ra tại một cái khu đô thị, đúng không? Ở một thác nước hay một khu nhà ổ chuột, đúng không? Đó. Siêu anh hùng của chúng ta là gì? Chúng ta lựa chọn ra siêu anh hùng băng, siêu anh hùng lửa, siêu anh hùng tia chớp, thế giới Marvel đấy, thế giới các siêu anh hùng, đội trưởng Mỹ, đúng không? Cái năng lực đặc biệt của anh ta là gì? Năng lực của siêu anh hùng, đúng không? Có thể phóng ra tia chớp, có thể chạy nhanh như gió, có thể phóng ra băng, đúng không? Một nhân vật phản diện nếu chúng ta có thể lựa chọn. Vâng. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Đây, có bạn nào đã tạo ra được một ý tưởng về cốt truyện chưa? Có thể chia sẻ với mọi người không? Xin mời cánh tay giơ lên nào. Vâng, có một bạn đã đưa vào trong cái nhóm chat. Ngày nay ở một thành phố biển rất là đẹp, có một cậu bé vô cùng thông minh. Cậu ấy đã sáng chế ra một nhà kính vô cùng kỳ lạ và ai bước vào đó đều được thanh lọc sạch sẽ, không còn con virus nào. Tuyệt vời nhỉ, đúng không? Đó. Và từ ấy, thế giới lại có thể sống thật vui vẻ và bãi biển lại rộn ràng người qua lại. Đúng không? Ok, rất, câu chuyện rất là hay. Chúng ta ở đây chúng ta thấy có bối cảnh nó là ở một thành phố biển, đúng không? Nhân vật siêu anh hùng của chúng ta là một cậu bé thông minh, đúng không? À, cái vật ma thuật, vật phép thuật, cái năng lực đặc biệt đó là một cái nhà kính mà có khả năng đó là thanh lọc được mọi virus. Và rất cảm ơn bạn Đào Xuân, đúng không? Đã có một cái đưa ra một cái cốt truyện rất là hay. Và hy vọng rằng tất cả các bạn đã thực hành được cái phương pháp phân tích hình thái này thì các bạn cứ mạnh dạn các bạn chia sẻ nhé. Mà chúng ta chỉ có thực hành nhiều thì chúng ta mới có cái thói quen và sự thành thục trong cái việc sử dụng các cái phương pháp sáng tạo. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục. Chúng ta đi tiếp. Với phương pháp phân tích hình thái này thì các bạn có thể có rất nhiều cái cách chơi với trẻ em. À, chúng ta thấy lưu ý rằng là đối với
trẻ thì có thể trẻ có là trẻ mầm non, trẻ tiểu học. Thì đối với những bạn mầm non thì chưa biết đọc thì chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng về hình ảnh. Còn đối với những cái bạn mà đã biết đọc biết viết rồi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta lập cái bảng hình thái ma thuật bằng cái từ ngữ. Đó. Thế thì ở đây các bạn có thể thấy ở đây là một số cái gợi ý mà thầy Lĩnh dành cho các bạn khi các bạn sử dụng cái bảng phương pháp phân tích hình thái đã được chế biến ra thành các cái vật liệu để chúng ta tổ chức cái hoạt động chơi mà học một cách rất là sáng tạo đối với trẻ nhỏ. À, trên màn hình các bạn nhìn thấy đây, chúng ta có một cái bảng hình thái của truyện cổ tích gồm có các thành phần, bối cảnh, nhân vật tốt, nhân vật xấu, vật phép thuật. Đúng không? Các phương án lựa chọn là chúng ta thể hiện bằng các hình ảnh. Và chúng ta sẽ lựa chọn, tức là lập cái công thức hình thái bằng cách sử dụng xúc sắc để gieo. Đúng không? Sử dụng xúc sắc. Bây giờ muốn chọn bối cảnh thì chúng ta dùng xúc sắc chúng ta gieo. Gieo vào số 1 thì chúng ta sẽ được bối cảnh là tòa lâu đài. Gieo vào số 2 thì chúng ta được bối cảnh là một cái tháp, ở một tòa tháp hoang. Gieo vào bối cảnh, gieo được mặt xúc sắc thứ 3 thì chúng ta chọn được bối cảnh là một căn nhà hoang. Đúng không? Tương tự như thế với các cái lựa chọn gieo khác nhau. Sang cái phần nhân vật tốt, chúng ta cho trẻ gieo xúc sắc để lựa chọn. Sang nhân vật xấu cũng gieo xúc sắc để lựa chọn. Và sang vật phép thuật cũng là gieo xúc sắc để lựa chọn. Đúng không? Vậy có rất nhiều cái phương án để có thể lựa chọn ở đây. Và chúng ta kích thích sự vui chơi bằng cách là gieo xúc sắc để lấy được cốt truyện. Đúng không? Đó. Và những ai muốn được nhận được cái tờ thiết kế này thì cũng xin vui lòng đánh vào ô chat, thầy Lĩnh sẽ chia sẻ cho các bạn cái phần cái tờ thiết kế bản hình thái truyện cổ tích này mà các bạn sẽ không kiếm được ở vật liệu ở trong cái môi trường các trường mầm non của Việt Nam của chúng ta đâu. Tương tự như thế, chúng ta có thể chơi thể hiện hóa không bảng ma thuật. Bảng ma thuật của chúng ta bây giờ là được biến thể thành cái phần xúc sắc để chúng ta cắt dán nó xúc sắc hình. À, các bạn nhìn thấy trên hình đây, đây là xúc sắc về các nhân vật. Các nhân vật của chúng ta sẽ được tạo thành các cái hình xúc sắc. Và khi các bạn gieo cái hình xúc sắc này thì các bạn sẽ chọn được nhân vật. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có các hình ảnh về bối cảnh, xúc sắc về bối cảnh, đúng không? Xúc sắc về vật ma thuật. Đúng không? Các bạn sẽ tạo ra được các xúc sắc và chúng ta cắt, dán nó thành các xúc sắc và cho trẻ gieo. Nó rất là tuyệt vời đối với các bạn nào mà dạy cho trẻ em. Sẽ rất, các bạn nhỏ sẽ rất hứng thú. Rồi, như vậy các bạn đã cùng với thầy Lĩnh để tìm hiểu hai cái phương pháp là phương pháp đối tượng tiêu điểm và phương pháp phân tích hình thái mà có thể sử dụng để tạo ra cái đối tượng mới cho làm vật liệu cho cái câu chuyện cổ tích của chúng ta. Cái câu hỏi đặt ra cho mọi người suy nghĩ là chúng ta có thể dùng phương pháp đối tượng tiêu điểm và phương pháp phân tích hình thái cho các nhiệm vụ sáng tạo nào khác không? Là các bạn có ý tưởng khác không? Ngoài cái sử dụng cho việc là tạo các đối tượng cho chuyện cổ tích thì chúng ta có thể tạo ra các cái nhiệm vụ sáng tạo mà sử dụng các cái phương pháp này không? Ai có thể chia sẻ cái ý tưởng của mình? Các
Các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ những ý tưởng của mình nào. Đã sắp đến giờ trưa rồi. Chúng ta có thể nghĩ ra được cái sự ứng dụng của hai phương pháp này ở trong các nhiệm vụ sáng tạo nào khác không? Như thầy Lĩnh chia sẻ các bạn là để cho trẻ sáng tạo thì rất cần có các cái nhiệm vụ sáng tạo. Những nhiệm vụ sáng tạo thì nó có thể xuất hiện ở trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Đúng không ạ? Vậy học hai cái phương pháp này thì có nhiệm vụ sáng tạo để dùng nó không? Trung năm nay cũng có cái là ra ngoài cũng cũng bị xét giấy á, đi ra ngoài là cái giấy tờ. Ừ. Vậy là đỡ luôn ạ. Cô chỗ chị vẫn còn chưa thưa dân nên là cô sợ lắm. Cái gì bạn Minh Tâm tắt mic ạ? Minh Tâm. Thế là chị Trinh là sinh năm bao nhiêu ạ? Và chia sẻ với các bạn, đây là ý tưởng của một cô giáo đã sau khi học hai cái phương pháp thì đã tìm thấy các cái cơ hội để ứng dụng các cái phương pháp này trong các cái hoạt động về dạy học ở trong nhà trường, thì chúng ta có thể cùng nhau tham khảo một chút nhỉ. Cô đưa ra là trong cái lĩnh vực nghệ thuật thì có ý tưởng ứng dụng là với các nhiệm vụ là phát ra ý tưởng về một cái cây kỳ lạ, phát ra ý tưởng về một ngôi nhà mới chưa từng thấy, phát ra ý tưởng về trang trí tấm thiệp vào ngày 8 tháng 3, phát ra ý tưởng tạo ra một con vật kỳ lạ. Đấy, cô sẽ sử dụng vào để dạy trong cái lĩnh vực nghệ thuật với các nhiệm vụ đó. Hay trong lĩnh vực STEM, phát ra ý tưởng về thiết kế một đôi giày búp bê, ý tưởng, phát ra ý tưởng tạo ra một chiếc giường mới, phát ra ý tưởng tạo ra một đèn bàn mới, phát ra ý tưởng tạo ra một chiếc ô tô mới chưa từng có, phát ra ý tưởng về cải tiến chiếc bàn học của mình. Đó là lĩnh vực về STEM. Hay lĩnh vực làm quen với văn học thì cô đã đưa ra những cái nhiệm vụ để cho trẻ thực hiện. Phát ra ý tưởng tạo một nhân vật mới trong truyện cổ tích, phát ra ý tưởng cải biên một câu chuyện cổ tích, phát ra ý tưởng tạo ra nhân vật mới trong câu chuyện cây tre trăm đốt. Và đấy, các bạn có thể thấy chúng ta có thể đưa ra một loạt các cái nhiệm vụ sáng tạo khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực. Ở đây chúng ta thấy cô giáo đã đưa ra ba cái lĩnh vực: nghệ thuật, STEM và làm quen với văn học. Và vâng, các bạn có thấy rằng các cái nhiệm vụ rất là hay và rất là ý nghĩa đối với học sinh ạ. Và khi thực hiện các nhiệm vụ này thì đều có chung một cái điểm chung, đó là phát ra các cái ý tưởng về các cái đối tượng đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có cơ hội để sử dụng các hai cái phương pháp mà chúng ta vừa học xong. Đúng không ạ? Rất tuyệt vời, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được nhiều cái ứng dụng hơn nữa. Thì ở cái bước này thầy Lĩnh sẽ có một cái sự chia sẻ để gợi ý cho các bạn phạm vi áp dụng của các phương pháp rất là rộng. Đó. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau liệt kê rằng là cái sức mạnh của việc học lấy các cái phương pháp sáng tạo đó là gì. Đó. Thì thứ nhất là chúng khi học các cái phương pháp sáng tạo thì chúng ta dùng để phát ra được các ý tưởng linh hoạt trôi chảy cho nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau, như các bạn vừa thấy: STEM, nghệ thuật, làm quen với văn học. Đúng không? Hai là những cái phương pháp sáng tạo rất mạnh dùng để phát triển cái trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng nó là một cái thứ rất là quan trọng, và nó là đối với việc dạy học học môn văn hay nghệ thuật thì nó lại càng quan trọng hơn. Rồi, để mở rộng một chút cái những cái cơ hội để cho các bạn chia sẻ với các bạn những cái thông tin để tiếp theo, nếu như chúng ta có cái điều kiện để làm việc với nhau
ở những cái phần chủ đề tiếp theo thì chúng ta có những cái thông tin như thế này. Trong cuộc sống thì chúng ta có vô số các chất, đúng không ạ? Nhưng có vô số các chất đó nhưng chỉ được tạo nên từ một số ít các nguyên tố, những nguyên tố mà các bạn biết ở trong bảng hệ thống tuần hoàn, các nguyên tố hóa học. Cũng tương tự như thế, có vô số các bản nhạc trên thế giới nhưng chỉ được tạo nên bởi một số ít các nốt nhạc. Vậy một câu hỏi đặt ra cho chính chúng ta, đó là có vô số các câu chuyện cổ tích trên khắp thế giới, đúng không? Nhưng nó có phải chăng nó chỉ được tạo nên từ một số ít các thành phần hay các nguyên tố chuyện cổ tích, phải không? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi đó không? Có vô số các câu chuyện cổ tích nhưng tôi chỉ tạo ra từ một số các nguyên tố hay các thành phần nhỏ để tạo nên vô số đấy hay không? Các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi không? Nếu có thì các bạn đã và đang suy nghĩ để khám phá ra một cái bí mật của các cái chuyện cổ tích trên toàn thế giới. Có một nhà văn người Nga tên là Vladimir Prop, ông đã nghiên cứu hàng ngàn các cái câu chuyện cổ tích ở các nền văn hóa khác nhau, và ông ta đã phát hiện ra chúng có cùng một cái lõi, và cái lõi đó chính là các cái thành phần của để tạo dựng lên một cái câu chuyện cổ tích. Và ông đã tìm ra là có 28 thành phần giống như 28 nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn để tạo ra vô số các chất, thì có 28 cái thành phần để tạo thành nên vô số các chuyện cổ tích. Sự kết hợp giữa 28 thành phần này sẽ tạo ra các chuyện cổ tích trên khắp thế giới. Và nếu như chúng ta mô tả cái 28 thành phần này trên các cái thẻ thì chúng ta được thành 28 cái thẻ. Đấy, thì trên màn hình các bạn nhìn thấy đó, 28 cái thẻ. Thẻ thứ nhất là thẻ thời gian và địa điểm. Thẻ thứ hai là bất kỳ một câu chuyện nào thì cũng có một cái hoàn cảnh đặc biệt. Thẻ thứ ba là các câu chuyện thì có thể tạo thành từ một cái thành phần, đó là điều cấm kỵ hay lời căn dặn. Cái câu chuyện có thể tạo thành từ thành phần là thành phần thẻ thứ tư là vi phạm điều cấm, vân vân. 28 cái thành phần này là 28 thành phần tạo ra các câu chuyện cổ tích trên toàn thế giới. Sự kết hợp của vài cái thành phần hoặc nhiều thành phần lại với nhau sẽ tạo ra được cái cốt của cái câu chuyện trên khắp thế giới. Các bạn thấy có tuyệt vời không? Ông này, nhà văn này đã cho thế giới được thấy rằng là có vô số các câu chuyện cổ tích nhưng chỉ được tạo thành từ 28 thành phần này thôi. Đúng không ạ? Và những cái thẻ ảnh này hy vọng rằng là sẽ có một cái cơ hội gần nhất để chia sẻ với các bạn. Vì những cái thẻ ảnh này đã không có ở phiên bản của Việt Nam. Phiên bản mà các bạn đang nhìn thấy đây là do trung tâm Thuyết Sư Phạm đã tạo ra nhưng chưa sản xuất, tức là chưa in ra được. Và hy vọng rằng gần tới đây sẽ có những cái in ra thì các bạn sẽ có một bộ như kiểu bộ bài. Bộ bài, nhưng bộ bài này không phải là bài tú lơ khơ, mà bài này là bộ bài thẻ sáng tác. Các bạn có thể chơi với các thẻ này để giúp con mình sáng tác chuyện cổ tích rất là phong phú và rất là hữu ích. Đó. Một cái điều nữa, trong chuyện cổ tích thì luôn luôn xuất hiện các cái phép thuật. Vậy thì ở trong chuyện cổ tích và trong các chuyện khoa học viễn tưởng thì phép thuật gồm có những phép thuật nào? Phép thuật nào? Một câu hỏi rất quan trọng đặt ra. Thì ông Arthur, cha đẻ của Twist, đã nghiên cứu rất nhiều các cái chuyện khoa học, đặc biệt là các chuyện khoa học viễn tưởng, thì đã chỉ ra cho chúng ta rằng trong các chuyện cổ tích thường hay sử dụng các cái phép thuật, mà những phép thuật này thực chất nó là các cái phương pháp sáng tạo mà thôi. Các phương pháp sáng tạo thì chúng ta có thể điểm ra ở đây các phương pháp đó, đó là một là kỹ thuật phân chia kết hợp, hai là kỹ thuật tăng và giảm, ba là kỹ thuật đảo ngược, bốn là kỹ thuật động tĩnh, năm là kỹ thuật chuyên biệt đa năng, sáu là kỹ thuật chuyển đổi thời gian. Đó. Thì nếu như các bạn mong muốn được
học được những cái phương pháp sáng tạo đó để tạo ra những cái phép thuật ẩn chứa trong các chuyện cổ tích và trong các cái chuyện khoa học viễn tưởng, thì vui lòng các bạn sẽ để lại cái thông tin dành cho ban tổ chức. Chúng tôi muốn được học cái những cái phương pháp sáng tạo đó, những cái kỹ thuật đó, những cái phép thuật đó để tạo ra những cái câu chuyện cổ tích có cái cốt truyện về phép thuật. Mà lưu ý rằng là những cái phương pháp sáng tạo này còn được sử dụng nhiều trong cái cuộc sống, trong cái hoạt động, chứ không chỉ là dùng trong chuyện cổ tích đâu. Nó giống như hai cái phương pháp sáng tạo mà chúng ta đã được học ngày hôm nay. Đúng không? Thì các bạn vui lòng để lại cái thông tin, phản hồi lại cho ban tổ chức. Thì chúng tôi có cái căn cứ để chúng tôi xác định cái nhu cầu chúng tôi tổ chức trong các hội thảo tiếp theo. Và đến phần cuối thì quay trở lại với câu hỏi rằng là những phương pháp sáng tạo mà chúng ta nói tới ngày hôm nay và những phương pháp sáng tạo mà trong cái kho tàng của Thuyết của trên thế giới, thì trẻ sẽ được học ở môn nào, trong chương trình học nào hiện nay? Thì xin trả lời với các bạn rằng hiện nay trong nhà trường Việt Nam không có dạy những môn học nào và có cái chương trình nào về cái thuyết này cả, đúng không ạ? Chương trình bắt buộc hiện nay không có, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có một cái cơ hội để cho con của chúng ta học, để cho học sinh của chúng ta học, nếu như chúng ta triển khai một cái môn học thuyết trong nhà trường mầm non và trong nhà trường tiểu học. Và trung tâm của chúng tôi đã có sự nghiên cứu và chuyển giao cái chương trình ở nước ngoài về Việt Nam để phù hợp với bối cảnh của Việt Nam của chúng ta, với cho giáo dục của các bạn học sinh mầm non và các bạn học sinh tiểu học, với cái bộ môn có tên là Thuyết mầm non và Thuyết tiểu học. Và chúng tôi đã nghiên tính toán tới một loạt các cái yếu tố để có thể triển khai được. Thì nó gồm có tài liệu dành học tập dành cho học sinh, chương trình học tập dành cho học sinh, cái giáo án dành cho giáo viên, sự đào tạo giáo viên để có thể triển khai được, cũng như các cái học liệu để đi kèm theo nó. Và đó chính là cái nhiệm vụ của Trung tâm Thuyết Sư phạm Việt Nam. Bên cạnh đó, các bạn có thể thấy được một cái hướng rất là rộng trong việc ứng dụng các cái phương pháp sáng tạo. Ngày nay Việt Nam của chúng ta, ngày nay phương pháp của chúng ta, chúng ta đang quan tâm tới lĩnh vực về dạy học về STEM. Thế nhưng các bạn sẽ thấy rằng có một cái điều đó là lĩnh vực STEM thì cũng là một cái lĩnh vực mà đòi hỏi có sự phát triển cái tư duy sáng tạo đây. Vậy thì các cái phương pháp sáng tạo có thể ứng dụng được dạy về trong STEM hay không? Thì câu trả lời là có. Và như vậy là chúng tôi có hình thành một cái chương trình gọi là STEM Quiz. STEM Quiz này nó khác với các cái chương trình STEM khác mà các bạn sẽ thấy ở trên thị trường. Đó là các chương trình STEM, đó là các cái dự án STEM. Mà các dự án STEM này là thuộc loại là các nhiệm vụ sáng tạo hay các cái phương pháp sáng tạo mà triển đưa vào các cái hoạt động STEM ở bậc mầm non và tiểu học. Thì hiện nay chúng tôi triển khai ở chương trình mầm non thì chúng tôi có 30 cái dự án STEM thuộc loại các nhiệm vụ sáng tạo. Và các nhiệm vụ sáng tạo ở đây có thể kể ra đó là nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ nghiên cứu và các nhiệm vụ dự báo. Đây là những nhiệm vụ mà các bạn rất ít thấy ở trong những cái chương trình STEM khác. Đúng không ạ? Nhưng như các bạn biết rằng muốn học bơi thì phải đưa trẻ xuống dưới nước, muốn học sáng tạo thì phải có nhiệm vụ sáng tạo. Đúng không ạ? Thì đó chính là cái bối cảnh mà tạo cho trẻ rất tốt để cho trẻ phát triển cái khả năng sáng tạo của mình. Và chỉ có thông qua các nhiệm vụ sáng tạo trẻ mới được ứng dụng và mới được học được các cái phương pháp sáng tạo. Và chúng ta sẽ tạo ra, xây dựng ra cái năng lực sử dụng phương pháp cho trẻ và cái thói quen sử dụng các cái phương pháp sáng tạo để giải quyết các nhiệm vụ sáng tạo. Từ đó mới hình thành một cái con người có suy nghĩ sáng tạo một cách mạnh mẽ. Và sứ mệnh của trung tâm của Thuyết Sư phạm của chúng tôi đó là chúng tôi mong muốn hình thành và phát triển được một loạt các cái trường dạy và học thuyết ở Việt Nam để hình thành một cái liên minh, một cái hiệp hội các cái trường dạy và học thuyết ở Việt Nam của chúng ta. Và đây là một cái sứ mệnh mà đem lại một cái lợi ích rất to lớn dành cho
trẻ em, đó là học tư duy sáng tạo bằng TRIZ ngay từ độ tuổi còn rất nhỏ. Đó là cái giai đoạn vàng của việc hình thành các cái nền tảng tư duy cho trẻ. Và chúng tôi hy vọng rằng nếu ở đây các bạn có là các giáo viên, các bạn là các chủ trường, các bạn là ba mẹ, thì hãy đồng hành cùng chúng tôi để lan tỏa được cái chương trình, cái giá trị hữu ích này dành cho trẻ em. Và rất cảm ơn các bạn đã có mặt ngày hôm nay để cho phép tôi được chia sẻ với các bạn những cái kiến thức hết sức hữu ích về một cái lĩnh vực về khoa học sáng tạo mới có tên là TRIZ. Rất cảm ơn cô Hồi và ban tổ chức đã cho tôi có cái cơ hội ngày hôm nay để chia sẻ cùng với mọi người. Và rất cảm ơn các bạn và rất vui lòng để chia sẻ với các bạn. Nếu như các bạn có những cái mong muốn cụ thể về TRIZ thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chỗ cô Hồi, với thầy Lĩnh. Chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi giải đáp tất cả các cái nguyện vọng của các bạn, những sự các bạn muốn triển khai hay muốn học hỏi một cái gì mới về TRIZ thì đừng ngại, hãy chia sẻ với chúng tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn và xin nhường lời lại cho cô Hồi. Cô Thảo tắt mic hộ bạn nào đang nói nha. Vâng, xin cảm ơn thầy Lĩnh, rất là biết ơn thầy Lĩnh và biết ơn tất cả các quý thầy cô cũng như là các quý ba mẹ đã có mặt trong ngày hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình của các bạn đã gieo hạt thời gian cho các bạn ở trong Zoom chương trình sáng này. Xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc sức khỏe dồi dào tới gia đình của thầy Lĩnh và thầy tiếp tới có thêm những cái buổi workshop, những cái sự cống hiến và cái sứ mệnh của thầy bao nhiêu là tâm huyết sẽ được lan tỏa tới toàn đất nước của Việt Nam. Và cũng xin được nhắc lại rằng Trung tâm Sư phạm TRIZ Việt Nam là có rất là nhiều phương pháp, nhiều khả năng có thể giúp cho các quý trường có thể đột phá trong cái việc phát triển của mình, rồi giúp cho các cô giáo khẳng định cái năng lực của mình và giúp cho các ba mẹ mình thực sự là những top cha mẹ đi đầu cho con mình phát triển theo sơ đồ hình chóp. Như ban đầu thì có 34 thành viên tham gia, như hiện tại thì tôi mới thấy còn 24. Ngay trong chính cái buổi học này đã có sự chọn lọc cũng như là sự sàng lọc rồi. Thì các bạn thấy đó, mỗi một cái chương trình gì nếu chúng ta đủ kiên trì thì chúng ta sẽ càng dẫn đến thành công. Bởi đây là một con đường rất là đúng, một con đường đúng đắn. Chúng ta chỉ cần sự quyết tâm và lòng kiên trì. Và cô Thảo đã gửi đường link lên. Các phụ huynh nào, các ba mẹ, các thầy cô muốn nhận tài liệu thì chúng ta sẽ vào cùng đường link đó. Và thầy Lĩnh cũng sẽ tặng chúng ta những cái tài liệu để làm sao mà chúng ta có thể áp dụng được một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn các quý thầy, quý cô, các ba mẹ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin nhờ cô Hoa mở một bài nhạc về Tôi yêu sách hay ạ. Mong rằng các con sẽ có nhiều cuốn sách hay, những câu chuyện bổ ích để đóng góp mà cho xã hội cũng như là sau này ở Việt Nam chúng ta có những cái giải Nobel. Và xin mời cô Hoa. Cô Hoa còn đang ở đó không ạ? Dạ có ạ. Dạ em ơi.